Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp chuyện Sớm Cử qua những sáng tác của Hồ Phương Minh. Với phần tiếp theo, Cô Na đấu sát sống. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Thảm lá khô dưới đất trung mình sột soạt vì những bước chân dẫm lên chúng. Con trăng lưỡi liềm nghiêng treo trên nền trời thâm thẳm. Ánh sáng yếu ớt từ nó không đủ để soi tỏ gương mặt của kẻ đang tiến gần hơn với tội ác. Tán cây tùm xào xạc, xô đẩy nhau bởi một sự chen chúc lạ kỳ. Một cô gái đang giãy giụa với sợi dây chảo thắt chặt trên cổ cô. Đôi chân trần cô gái đạp liên hồi vào khoảng không, đánh động lũ muỗi ẩn náu trong bóng tối. Gương mặt cô ta thất kinh trước giây phút cận tử. Đáng đời mày lắm. Ai biểu mày không chịu an phận làm vợ tao? Dàn díu với nó hả? Tụi mày muốn giết tao để được quang minh chính đại đến với nhau sao? Sao bây giờ lại thành ra nó giết mày vậy? Hả? Giọng một người đàn ông thì thầm trước cô gái đang giãy chết. Gã vừa thấy ở đằng xa thấp thoáng một bóng người chạy đi trong hớt hải. Đôi mắt vương đầy tà ý từ gã nhanh chóng chuyển nhìn về sắc mặt tím tái của cô. Cô ta ú ớ như van xin cứu mạng, nhưng kẻ đang đứng dưới kia dường như chẳng có ý định muốn cứu cô xuống khỏi sợi dây chảo đó. Cả nhìn mảnh sành còn dính chút máu trên tay mình, bằng một lực dứt khoát, gã kéo tay cô ta ra. Từng chút một, gã cứa mảnh sành vào vết thương có sẵn ở trên cổ tay đó. Mỗi một lần thấy máu trĩ ra nhỏ dọc xuống mấy đầu ngón tay, khóe môi của gã lại nhếch lên một điệu cười quái dị. Cái gì mà sống chết coi nhau? Cái gì mà em đến với anh không vì tiền bạc? Cho dù anh có ra sao, em vẫn chung tình. Sao bây giờ mày bỏ tao? Mày đi với thằng khác. Sao mày muốn cùng với nó sống đến bạc đầu? Sao mày muốn cùng nó giết tao? Hả? Mỗi một câu thốt ra, gã lại kèm theo động tác cứa qua cứa lại cái mảnh sành trên tay cô gái, cho đến khi không còn sự vùng vẫy nào nữa. Bấy giờ gã mới ngước lên, trông thấy đôi mắt vẫn mở trừng trừng của kẻ nhân tình phản bội mình. Nhếch lên một nụ cười chua chát, gã ném mảnh sành vào sâu trong lùm cây, rồi quay lưng trở về. Nhưng bất ngờ, gã lại trông thấy một đôi mắt khác đang bàng hoàng nhìn mình từ mé sông. Một đôi mắt thân quen của một người mà gã gọi đó là chị Thà. Chị thấy hết rồi hả? Gã hỏi như thừa, nhưng lại khiến cho người đàn bà tay còn cầm cái mái dầm bỗng dưng lạnh lưng. Thà nuốt xuống một cái gì nghẹn nghẹn ở cổ khi ngước nhìn cô gái đã chết treo trong lùm cây. Nhìn lại người đứng trước mũi xuồng của mình, chị càng bối rối. Chú Phúc, chú... Để em đi giăng lưới với chị nghe. Chị dâu. Thà không kịp từ chối khi đứa em chồng tên Phúc kia bước xuống xuồng. Chị ta chỉ biết khua mái dầm rồi chèo đi. Phúc không nói gì từ lúc yên vị. Gã chỉ khẽ đưa bàn tay dính máu vào dòng nước, khuấy đảo bóng trăng ngợp với sóng đêm mà rửa cho sạch đi. Nhưng sự im lặng đó tựa hồ như đang cảnh cáo. Gã muốn bằng mọi giá, chuyện gì xảy ra vừa rồi sẽ chỉ có người chị dâu kia, chị ta, con trăng khuyết và lũ đơm đớm canh đêm biết rõ chân tướng mà thôi. Nhân gian sẽ vẫn chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị
về sự thật bị lãng quên. Mái dầm vẫn đều đều đẩy chiếc xuồng bơi tới. Bóng trăng nghiêng sôi vẫn rời rạc trên con nước gợn sóng lăn tăn. Đôi chân trần trắng toát ẩn sau tán cây, khẽ đông đưa trong hơi gió lạnh lùng. Một đêm của thật lâu sau đó, mấy mẹ con chị Thà run rẩy ngồi ôm nhau trên bộ ván ngựa. Anh Thịnh chồng chị đứng trước bàn thờ, tay cầm ba nén nhang mà xá lia lịa. Gió bên ngoài khi xa thì hú nghe rợn người, khi gần thì giật rung cây cối nhà cửa. Căn nhà của anh Thịnh tuy có phần kiên cố, nhưng gió ngày càng lớn, khiến cho mấy tấm tôn cũng sắp bị hất tung lên. Trời lại có bão. Tụi con nít nghe tới bão là mặt mày đứa nào đứa nấy xanh chành. Riêng người lớn thì rầu rĩ, lính quýnh lo chằng chống nhà cửa. Bầu không khí thấp thỏm bao trùm khắp nơi. Nền trời hồi sáng tự dưng ửng màu vàng hực, đến 9 giờ thì chuyển âm u, gió lạnh thổi nặng nề từng cơn. Cái đài với bản tin dự báo thời tiết chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này. Người ta lắng nghe cho rõ bão đã chuyển hướng hay chưa, sức gió bao nhiêu, tỉnh và khu vực nào bị ảnh hưởng. Nghe bão vào đất liền, mọi thứ như nặng nề hơn. Bà con đi ra đi vô, lóng ngóng nhìn gió nhìn mây mà thở dài trong lo lắng. Đến ngay cả con gà mái cũng vội cục tác, gọi đàn con nép vào trong đôi cánh ấm áp. Trước cửa nhà ai có con chó mực nằm lim dim, lâu lâu ngẩng cổ nhìn xa xăm, rồi lại ủ rũ cúi đầu. Chắc nó cũng lo như chủ nhà của nó bây giờ vậy. Đến 5-6 giờ chiều thì mưa trắng trời, gió cũng thổi mạnh dần. Đồ đạc của bà con bay tứ tán ra ngoài ruộng ngoài kinh. Tiếng tàn cây xào xạc, gãy đổ ào ào, cùng với từng hồi chớp giật, làm nên một cảnh tượng kinh hoàng. Không ai lúc này dám ló đầu ra nhìn. Nhà nào cửa nẻo cột kèo không được kiên cố thì đều ôm đồ chạy qua lánh tạm bên nhà hàng xóm. Tụi con nít được gom hết vô một góc. Điện cũng mất từ chiều, nên trong nhà chỉ còn đèn pin và đèn cầy thay phiên nhau thắp sáng. Lâu lâu trong góc nhà lại rì rầm mấy tiếng niệm Phật, mấy lời khẩn xin đừng gió đừng mưa nữa. Phật trời, ông bà tổ tiên phù hộ cho bão mau qua, cho bà con không ai bị gì hết. Xin cha má phù hộ cho thằng Phúc nhà mình nó mau mạnh khỏe. Thịnh cứ đứng lầm rầm với cây nhang trên tay. Anh xá mãi mới cắm nhang lên. Làn khói trắng bay lên cao. Thịnh nhìn vào làn khói mà có chút vững dạ. Khi trông qua vợ con nép một góc trên bộ dáng ngựa, anh bước lại trấn an. Ráng ở trong nhà là không sao à, bẩn đừng có sợ nghe con. Thịnh xoa đầu thằng con trai mới 5-6 tuổi của mình. Ngồi được một lát anh lại đứng lên. Bước chân của anh hướng vào buồng trong để thăm nom đứa em trai là Phúc đang bệnh nằm liệt giường. Nhưng anh mới vừa bước đi thì có một bàn tay vươn ra giữ anh lại. Mình đi đâu vậy? Chị Thà mặt mày nhăn nhó, lộ nét sợ hãi mà nhìn anh. Thịnh chỉ tay vô buồng. Tôi vô coi thằng Phúc. Mình với con ở ngoài này đi. Mưa gió chút xíu thôi mà làm gì mấy mẹ con sợ dữ vậy? Nhưng mà... Thịnh quay mặt cau mày với vợ. Mấy lời úp mở của chị Thà cũng vì vậy mà trôi tuột vào trong lòng. Chị buông tay để anh bước vô. Nhưng ánh mắt của chị vẫn nơm nớp dán trên tấm lưng của chồng mình. Chị sợ. Một nỗi sợ không chỉ vì mưa bão, mà còn bởi người nằm bên trong đã ngồi dậy. Má ơi, mai mốt mình đừng có cho chú Út ở đây nữa. Chú nằm im ru mà cứ quay đầu nhìn con hoài à. Con sợ. Giọng nói non nớt của thằng Mẫn vang lên bên tai chị Thà. Chị ra hiệu cho con trai đừng nói chuyện đó nữa. Bởi lẽ ngay cả bản thân chị
cũng rất sợ kẻ nằm bên trong đó sẽ nghe thấy mấy lời vừa rồi mà làm hại đến con chị. Lúc này Thịnh vừa vén rèm bước vô buồng thì giật mình đến sững người. Phúc, đứa em trai hơn 5 tháng trời nằm liệt, nay lại có thể ngồi dậy. Điều đáng nói, Phúc lại còn mặc một cái áo dài đỏ, tấm áo từng chuẩn bị lễ cưới vốn đang dang dở của gã. Gã ngồi trên giường, tư thế như chờ xem ai là người đầu tiên vô đây để nhìn thấy gã vậy. Ủa, mày khỏe chưa mà ngồi dậy rồi Phúc? Sao tự nhiên? Em muốn cưới lụa, anh đi kiếm lụa về đây cho em nghe. Thịnh nghe ngực mình nặng như đá đè khi Phúc nhắc đến lụa, đứa con gái những tưởng sẽ là em dâu của anh. Nhưng khi hai đứa vừa đi lấy đồ cưới được đặt mai riêng vậy, chuẩn bị cho ngày về chung một nhà, thì lụa bất ngờ treo cổ, cắt tay tự vẫn. Phúc vì cú sốc đó mà ngã bệnh. Suốt mấy tháng nay, gã cứ nóng lạnh luân phiên, mình mẩy đau nhức không ngồi dậy nổi. Người ta nói gã bị lụa đi theo ám để cùng chết, cùng là ma, cùng là vợ chồng ở thế giới bên kia. Thịnh cũng vì mấy lời đó mà rầu rĩ suốt. Ai đến thăm khám cũng lắc đầu, bác sĩ và thầy thuốc nam các thứ đều bó tay. Thịnh dù lòng mong em mình qua khỏi, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, Phúc lại có thể ngồi dậy, còn nói chuyện được. Chỉ có điều gì còn chưa khỏe hẳn nên giọng của gã hơi chậm, vang vang trong bóng tối, lại có phần rợn rợn sống lưng. Sắc mặt của Phúc vẫn tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Thịnh. Anh bước vào, ngồi xuống bên cạnh em trai, khẽ chạm tay của Phúc. Thịnh giật mình vì nó lạnh toát. Anh vội đỡ thằng em mình nằm xuống, rồi nhẹ giọng an ủi. Mày đừng có giữ chuyện đó trong lòng nữa, nằm xuống nghỉ đi, tay chân sao lạnh ngắt vậy nè. Thịnh kéo mền lên đắp cho Phúc, nhưng gã đã co chân đá tấm mền ra. Gã bật dậy, nước da trắng xám áp sát khuôn mặt của Thịnh. Lúc này anh mới nhìn rõ trong mắt của Phúc đã đục ngầu, tơ máu còn nổi quằn quệnh. Ngay cả trên cánh tay, khuôn mặt của gã đều nổi đầy gân xanh tím. Và hơn hết, dù hai khuôn mặt áp sát nhau, nhưng anh lại không cảm nhận được hơi thở của thằng em bấy lâu vẫn nằm liệt giường này nữa. Mày nói bậy, lụa không bỏ tao, lụa đang chờ tao mà. Mấy người giấu lụa đi đâu rồi? Trả nó lại cho tao, dù nó có chết cũng phải đem xác nó về đây làm vợ tao. Nó không được phản bội tao, nó phải là vợ của tao. Mày bị cái gì vậy? Tỉnh lại đi Phúc. Móng tay suốt tháng trời không cắt của Phúc dài ngoằng, vô tình cứa vào da ở cổ của Thịnh. Không biết do bệnh quái ác hành hạ hay vì lý do nào mà hễ cắt móng cho Phúc thì mấy đầu ngón tay của gã đều chảy máu. Thịnh sợ em mình có chuyện hơn là sợ gã khó chịu vì móng tay. Thành thử ra anh dặn vợ không cần cắt móng cho gã, nên bây giờ cái cảm giác đau rát từ móng của Phúc làm cho Thịnh hối hận. Anh cố gỡ tay Phúc ra, nhưng tay gã cứng ngắc và buốt lạnh như nước đá. Đã vậy, nhiều tháng nay Phúc nằm trên giường, ăn uống nhỏ giọt, khiến cho cơ thể ốm đi rất nhiều. Thế mà không biết sức lực ở đâu, gã lại có thể bóp và giữ chặt cổ Thịnh như vậy. Anh cố đánh vào người Phúc để gã buông anh ra. Khi đã bất lực, anh lại chuyển sang đập mạnh tay xuống giường để tạo tiếng động cho vợ mình ở bên ngoài mau chạy vào. Mày chết đi, đứa nào ngăn cản tao cưới lụa đều sẽ phải chết.
Phúc bấu những móng tay rắc nhọn đã chuyển màu hơi thâm của mình vào cổ Thịnh. Máu bắt đầu tứa ra. Những giọt máu nóng hổi, tanh tanh, kích thích một sự thèm thuồng kỳ lạ nào đó của Phúc. Gã không muốn để người bên ngoài kịp vào đây ngăn cản. Gã ra sức kéo cổ Thịnh lại gần, rồi cắn phập xuống. Máu tràn vào miệng của gã. Không biết mùi vị máu người như thế nào, nhưng trong Phúc càng hút lại càng phấn khích. Thả chồng tao ra, trời ơi, bớ người ta, thằng Phúc giết chồng tôi nè, trời ơi. Sét chợt tung trên nền trời thâm thẳm, gió ùa về căn nhà từ tứ phía, tựa như những bàn tay đang đập mạnh vào vách. Chị Thà nghe tiếng động ở trong buồng thì chạy vô, thấy chồng bị em mình cắn. Thà vội quơ lấy cây chổi, rồi lao vào đập túi bụi lên người Phúc. Nhưng chị ta đánh đến cán chổi gãy đôi, mà Phúc thì vẫn đè nghiến anh Thịnh trên giường. Anh giãy người, cố ló mặt ra, nhìn chị Thà khó nhọc mà gằn lên từng từ. Chạy, chạy đi, chạy đi Minh. Chị Thà không chạy, vẫn dùng sức đánh vào người Phúc. Đến khi gã cảm thấy người phụ nữ sau lưng mình đủ phiền thì đứng phắt dậy. Gã vung tay tát chị một cái, mấy đầu móng tay cào ngang mặt khiến cho chị đau rát. Thà té xuống, lết lùi ra ngoài. Phúc đưa bàn tay quệt đi dòng máu còn đang ứa ở khóe môi. Ánh mắt đục ngầu nhìn chị Thà như con mồi tiếp theo. Mày giấu lụa của tao ở đâu? Trả lại cho tao, trả vợ lại cho tao. Phúc vươn tay bóp mạnh cổ chị Thà. Chị vì nhất thời ngạt thở nên lắp bắp. Mày điên rồi, con lụa nó chết rồi, là chính mày giết mà. Phúc dùng lực bóp mạnh khiến cho gương mặt của Thà dần tím tái. Ở bên ngoài, thằng Mẫn cũng hối hả chạy vào. Nó cầm theo một khúc cây, dùng hết sức đánh vào cánh tay của Phúc đang hành hạ mẹ nó. Thả mẹ con ra, chú muốn thả mẹ con ra. Phúc buông tay khỏi cổ chị Thà, gã quay sang tát thằng cháu lật người xỉu một bên. Bản năng của một người mẹ khi thấy con mình bị đánh liền trỗi dậy mạnh mẽ trong chị Thà. Chị bò dậy, tung chân đá vào hạ bộ của Phúc. Gã dường như không có cảm giác đau đớn. Chị đành chụp lấy khúc cây thằng Mẫn đem vào lúc nãy, bữa liên tục vào đầu của Phúc. Mày dám đánh con tao, mày giết chồng tao, tội mày đáng chết, mày chết đi. Cốt yếu là chị làm cho Phúc phải ngã để chị có thời gian bồng con bỏ chạy. Nhưng đánh mãi Phúc vẫn không xi nhì. Thậm chí gã còn giành được khúc cây ấy để dán vào người chị. Chị đau đớn co người tránh né. Chợt một vòng tay ôm ngang eo Phúc, một giọng nói truyền vào tai chị. Mau, mau chạy, chạy nhanh đi. Anh Thịnh dùng chút hơi tàn giữ Phúc lại. Nhìn thấy chồng khắp người toàn là máu, đang liều mình để cứu vợ con, Thà gào khóc thê thiết. Nhưng chị phải bảo vệ con mình. Chồng chị đã vì mẹ con chị mà cố gắng, chị không thể để con mình cũng gặp chuyện được. Chị đưa ánh mắt tiếc thương xen chút trây trước nhìn chồng lần cuối, rồi chị quỳ sụp xuống lại chồng ba lại trước khi bồng thằng Mẫn chạy đi. Thà vừa rời khỏi căn buồng thì Phúc cũng vùng người hất anh Thịnh nằm lại lên giường. Bọt máu trào cả ra miệng và mũi của anh. Anh trút đi hơi cuối, mắt vẫn mở trừng. Phúc lao ra. Lâu ngày không vận động khiến cho các khớp chân của gã bị cứng, tạo thành cái tướng vô cùng quỷ dị. Trong ánh đèn le lối, cái bóng của gã in liêu nghiêu trên vách nhà. Bàn thờ ban nãy còn thoảng hương nhang khói, bây giờ bỗng dưng phật cháy dữ dội. Tàn lửa rơi xuống khăn trải bàn, khiến cho tất cả những gì trên tủ thờ đều bén lửa.
Tấm vách ngăn buồn ngủ với nhà trên cũng bén vào sức cháy kinh hồn của ngọn lửa kia. Phúc chạy ra đến cửa thì không tiếp tục đuổi theo được nữa, bị sấm sét vừa đánh xuống. Gã chỉ đành đứng ở trước cửa gào lên, nhìn thà bồng con chạy đi trong cơn mưa bão. Ở bên trong, lửa đã hừng hực. Phúc đảo mắt nhìn khắp xung quanh, chọn trú tạm ở mái hiên, mặc cho nửa căn nhà phía sau đang cháy ngọt. Cái xác của anh Thịnh cũng bén lửa, bắt đầu bốc mùi khét lẹt của thịt và mỡ bị thiêu cháy. Tao sẽ giết hết chúng mày. Phúc vừa dứt lời thì một tia sét giáng xuống ngay chỗ của gã, sáng lóa cả một vùng. Căn nhà cũng vì vậy mà bừng lên ngọn lửa dữ dội trong đêm mưa bão. Mưa trút xuống như thác, gió thì cấu xé vào không gian mờ mịt. Có một bóng đen vừa lăn từ ngôi nhà cháy lớn trong đêm mưa ra bên ngoài. Tiếng thở khì khì phát ra từ chiếc tivi trong một gian nhà âm u. Màn hình hơi nhiễu hộp, làm mờ ảo hình ảnh một ngôi nhà có treo đôi đèn lồng trắng. Cảnh vật ngợp lạnh trong ánh bạc của trăng đêm. Có kẻ quái dị mặc áo bào màu xanh đen, đầu bết tóc, đội mũ có đính lông chim, nhảy tưng tưng về phía căn nhà đó. Nó hất bay cửa chính của ngôi nhà. Kẻ ấy một khuôn mặt xám xịt, mắt lồi, nanh nhọn, móng tay chìa ra dài ngoằng đen đúa. Có hai cái bóng ngồi bên nhau, nín thở chờ đợi giây phút gây cấn. Cái bóng lớn là Na, còn đứa nhỏ mặc một bộ đồ màu trắng ngồi kế bên là con Vi. Trời ơi, con đừng có gác tay lên vai gì coi Vi. Đang coi phim ma mà mày tính nhát gì hả? Na vừa cất giọng âm trầm, vừa gạt một bàn tay gầy guộc, xương xẩu ra khỏi vai mình. Mắt cô vẫn dán vào màn hình tivi, xoắn xít cả người khi nhìn thấy cuộc đuổi bắt của mấy nhân vật trong phim. Con Vi nghiêng mặt, nép sát bên Na. Con có gác tay gác chân gì đâu vậy? Tay con để đây mà. Na trố mắt nhìn lại, thì con nhỏ đang vòng tay ôm cái gối nằm của nó. Hai dì cháu bỗng dưng cứng người vì nghe hơi mát ở sau lưng. Cùng lúc đó, một đôi bàn tay gầy guộc với bộ móng đen nhẽm lại chìa ra hai bên vai của Na, áp sát vào cổ cô. Ma. Trời ơi, la gì vậy con? Dì là ma rồi mà, cái con nhỏ này. Ma. Na lúc này mới nhìn thấy đôi bàn tay trên cổ mình. Cô quýnh quáng giãy nảy rồi la làng lên. Chợt cô nghe trên đầu mình lân lân như vừa bị đánh. Ngước nhìn lên thì Na thấy ông Tám đang chống nạnh, tay cầm roi dâu nhìn cô lơm lơm. Con Vi thấy ông thì rụt người, nhăn mặt cười hề hề. Nó xề qua chỗ cái tivi, rồi nhanh tay tắt cái đầu đĩa đi, không quên lấy lại cái đĩa phim của nó trước khi ông Tám ra tay. Một đứa làm ma rồi mà còn khoái coi phim ma. Một đứa coi phim ma rồi rủ ma coi chung. Hai dì cháu mày tỉnh hết rồi hả? Ta nói ông già này một thân một mình dọn giường chết mẹ hả? Vô nhà kiếm miếng nước uống mà tao còn phải mắc chửi cái chuyện gì đâu không nữa. Ông Tám vừa lèm bèm vừa đi tới mở hết cửa sổ cửa chính ra. Con Vi lây hoay bỏ cái đĩa phim vô trong giỏ rồi ôm khư khư. Đó là gia tài của nó sau bao nhiêu ngày gom ve chai đem đi bán. Nó nhờ thằng Tí có đi chợ xã với má nó thì mua giùm. Nó khoái coi phim ma, nhất là mấy bộ phim về cương thi, về những cái xác chết biết nhảy, biết cắn người của Hồng Kông cuối thập niên 80, gắn liền với tuổi thơ của không ít người. Con nhỏ mê mẩn, nhưng mà cô Lệ cấm nó coi vì nhà đang có em nhỏ. Không những vậy, có khi nó coi ban đêm
lúc ngủ lại nói mớ, tung mền la làng lên. Ta giơ ra giật người tưng tưng trên giường, làm cho cô Lệ cũng giật mình theo. Bởi vậy nó phải đem cái đĩa phim ma qua nhà người khác coi. Bình thường nó vẫn coi ở nhà thằng Tí, cho tới khi thằng nọ với nó hụt hặc cái gì đó. Thằng nhỏ chơi khăm nó, đi mét lại với cô Lệ, làm mấy cái đĩa phim của nó bị tịch thu. Bữa nay nhân lúc ông Tám lui cui ngoài giường để dọn dẹp cây cối sau trận bão đêm qua, con Vi liền lén lấy qua đây mở phim lên coi. Con nhỏ đem ngay qua trúng cái bộ phim mà Na cũng thích. Vậy là hai dì cháu rù rì bày biện nhà cửa cho âm u để cùng coi. Không ngờ ông Tám đi vô cửa sau, nhẹ nhàng làm cho một người một ma giật mình. Coi ba cái phim đó cho cố vô nhà Vi, rồi tối nay bày ú ớ cho má bày nó cằn nhằn nữa nè. Bộ sớm này thiếu ma hả gì mà còn coi phim ma nữa vậy? Tại tía không coi thôi, chứ nó hay bà cố luôn. Con còn mê huống chị mấy đứa nhỏ. Mà không mấy mười mốt tía đi làm pháp sự á, tía cũng bận bộ đồ giống như cái ông bác này đi. Đảm bảo là tía còn ngầu hơn ổng luôn á. Ông Tám nằm trên võng lắc lư, ấm trà đậm vẫn để kế một bên. Còn Vi thì đứng ở đầu võng nhổ tóc bạc cho ông. Ăn rồi suối bậy không à? Tao bận cái bộ đồ đó không biết có ngầu không, chứ mấy thằng trong xã là nó hút tao trước đó. Bình thường đứng nói chuyện khơi khơi với không khí là người ta thấy mình cũng ấy ấy lắm rồi đó. Mày xúi tao bận bộ đồ đó vô nữa là y rang luôn. Rủi thằng nào nó không biết tao làm thầy, nó đẩy tao vô nhà thương điên là hết ai cằn nhằn mấy con giặc trời tụi bay nữa. Na tiến lại gần ông, lắc lắc cái cùm chân của tía mà ổng mẹo. Thôi mà tía, có vụ coi phim thôi mà cằn nhằn dữ vậy. Ủa mà trên đời này có cương thi không tía? Rồi người chết làm sao thì mới thành cương thi? Ông Tám vuốt chòm râu của mình. Con Vi cũng vừa nhổ được 10 sợi tóc sâu xoắn như lò xo trên đầu của ông, đưa ra cho ông coi. Ông gật gù, cầm mấy cọng tóc của con Vi đưa mà trầm giọng nói: cái này thì tí không rảnh, có thể có nhưng mà chưa gặp thôi. Nhưng mà dù là cương thi hay là nhập tràng thì tụi nó đều có chung một cái tên là sát sống. Bằng cách này hay cách khác, có thể là vong nhập, có thể là do quốc khí nghẹn ở cổ khi chết, cộng với việc chôn cất không đúng cách khiến cho xác không phân quỷ, hoặc là bị yểm bùa thì đều làm cho những cái xác đó sống dậy. Ở xứ mình thì nhiều nhất cũng chỉ mới là nhập tràng thôi. Còn cương thi hay là cái loại nào chết rồi mà còn chưa biết mình chết, đi lang thang khắp nơi thì tía chưa có gặp. Ông chợt nhìn Na chầm chầm: ủa mà khoan, mày làm ma rồi mà, mấy cái vụ này mày phải rành hơn tía chứ. Sao tía còn sống sợ sợ mà tối ngày mày hỏi tía toàn chuyện người chết không vậy? Tại con đi hỏi cũng đâu ai biết đâu. Hai ông tía mặt đen mặt trắng bận tối mắt tối mũi, kéo ông lại hỏi thăm mà ông còn tính lôi con xuống dưới luôn. Mặt đen mặt trắng trong câu của Na là đang nói đến Hắc Bạch Vô Thường, hai quỷ sai của âm giới. Mấy chà đồ tánh kỳ ha, con gái cưng của tôi mà hở cái đội lôi xuống dưới hoài. Đúng lý ra là phải đưa nó đi từ hồi nào luôn rồi chứ sao để tới giờ. Mấy chà nội tắc trách quá. Ông Tám kê tay ra sau đầu mà phì cười. Na thì phồng hai bên má lên, nét mặt ra chiều giận lấy với ông già tía của mình: Vi à. Giọng của Lệ eo éo ở ngoài ngõ, cùng với dáng đứng chống nạnh quen thuộc. Ông Tám đưa tay vỗ đầu đứa cháu rồi đẩy nó ra ngoài. Rồi đó, từ khi Thái Hậu réo về kìa, ra lẹ đi, không thù nó cho ăn cây nữa bây giờ. Dạ thưa ông ngoại Tám con về. Thưa dì Na con về nha. Con nhỏ lính quýnh nhét cái đĩa phim vô trong cái rổ chất đầy mấy chục đĩa tuồng cải lương của ông Tám. Nó nói nhỏ cho nó để nhờ,
rồi liền co giò chạy ra ngoài. Bữa nay gần 12 giờ trưa mà trời mới hé nắng được một chút. Trận bão hồi hôm quét qua tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng làm cho sắc trời và lòng người cứ ủ dột mãi. Giường tược trao màu của bà con cũng ngã rạp hết tráo. Cây cối thì chỗ tróc gốc, chỗ bị dặn gãy ngang. Mấy đứa nhỏ bữa nay còn được nghỉ ở nhà, chờ hết ảnh hưởng của bão mới trở lại trường. Người lớn thì cứ nhăn trán nhìn gió ngó mây. Trời vừa mới hé nắng đó mà lại nổi một khối màu chì xám xịt ở góc phía đông. Gió lạnh lướt thước thổi vèo từng cơn. Nhà nào trong hiện trạng còn tạm bợ, che chắn bởi mấy tấm manh bao thì lại rung lên bần bật. Tụi nhỏ quýnh quán ôm nhau trùm mền khi nghe gió, run rẩy nói bảo tới bảo tới. Ông bà Bảy Nếp với mấy người con vừa hay về tới nhà trước khi trời lắc trắc hột mưa. Nghe tiếng xe chậm chậm trên con đường lầy lội, ai cũng ló đầu ra ngó sự tình nhà bên đó. Nghe tin bà Bảy về, lòng ai cũng nôn nao, không biết là tốt hay xấu. Cả tháng nay bà Bảy trở bệnh nặng. Ở sớm phụ ông Bảy đưa bà lên bệnh viện trên tỉnh nằm. Con cháu trên thành phố cũng vội vã chạy về. Bà mắc bệnh tim nên lâu lâu nó hành bà mệt mỏi đến không ngồi dậy được. Từ năm ngoái đến nay nhà bà cũng lui tới bệnh viện mấy bận rồi, nhưng chỉ có lần này là bà đi lâu nhất. Lúc bà nằm trên đó, ai tới thăm cũng lắc đầu. Cơ thể bà gầy rộc, đầu óc khi nhớ khi quên. Đã vậy không ai có thể động được vào người bà, vì bà cứ than đau than nhức. Ông Bảy rầu đến chỉ biết khóc thôi. Mấy người con của ông bà cũng dư giả, nhưng đến thế cũng chỉ đành phó vào phép nhiệm màu để mong bà qua khỏi. Những khi tỉnh táo, bà luôn miệng đồ về nhà với sắc mặt hết sức sợ sệt. Nhưng người trong nhà và hàng xóm ai cũng muốn còn nước còn tát mà. Đến trưa này trời âm u lạnh lẽo với cơn mưa nhỏ rỉ rả rơi hoài, bà Bảy đã về nhà. Đừng có đốt nhang, trời ơi! Giọng bà khàn khàn phát ra ở trong buồng. Ông Bảy cầm mấy cây nhang tính thắp lên bàn thờ, khấn vái mong ông bà phù hộ cho bà khỏe lại. Nhưng chưa gì ông đã phải cất mấy cây nhang đi. Ông trở vô buồng, nhìn vợ ốm yếu nằm trên giường, đang quay mặt vô vách. Tôi tính khẩn xin ông bà phù hộ cho bà mau mạnh giỏi thôi mà. Tôi mới về, mệt thở không nổi, mà ông đốt nhang đặng tôi hít cho mau chết hèn chi. Ông muốn tôi mạnh hay là muốn tôi chết sớm vậy? Ờ vậy thôi, tôi không đốt nhang nữa. Nè thằng hai, bày mở cửa trước ra cho thoáng đi. Nè, không có được mở cửa. Bà Bảy nhổm dậy, trừng mắt quát lớn ra ngoài. Ông Bảy ngồi kế bên cũng phải giật mình. Anh Hai Trường, con trai lớn của ông bà, vừa định mở cửa thì nghe giọng nói gắt gỏng của má mình cũng ngưng tay lại. Hồi nãy cả nhà phải đưa bà vô bằng cửa sau theo ý của bà. Vừa vô nhà thì cửa nẻo phải đóng lại hết. Dù biết là đang mùa mưa bão, nhưng bà Bảy bình thường cũng đâu có khó chịu đến nỗi cả cửa sau cũng không cho mở ra. Căn nhà có người mà cửa nẻo cứ cài chốt chắc chắn, nhìn âm u đến lạnh. Rồi rồi rồi, không có mở gì hết. Bà nằm xuống đi, có cái gì từ từ thôi. Nhổm lên là lối chi cho mệt vậy không? Ông Bảy đỡ vợ xuống, kéo mền đắp kín lại cho bà. Bà cứ vậy mà nằm im lìm trên giường, vẫn là xoay mặt vô vách. Cô Út Sinh, con gái của bà, và chị Lại, vợ của anh Trường, lo nấu nướng ở dưới bếp. Nhưng đồ ăn đem vô buồng thì bà đều để cho đến khi nguội lạnh mới động tới. Lâu lâu mấy cha con ông Bảy hé cửa vô thăm thì thấy bà nằm rung cầm cập, ho khù khụ lên từng cơn rủ rượi. Chắc tại bà mới khỏe nên vậy thôi bà ơi. Lo đồ ăn đồ uống cho bà tắm bổ đồ vô. Tao qua bác Tám mày báo cho ông hay đặng mừng. Mấy nay ông cứ gọi hỏi thăm miết.
Nè khoan đi đã, đưa gói thuốc với cái hộp quẹt của ông cho tôi đi. Bà Bãi nhổm dậy, quay mặt ra nhìn chồng con. Ông Bãi tưởng bà cấm ông hút thuốc nên cũng lấy đưa ngay vô tay bà. Ai ngờ mấy cha con ông bị bà làm cho hồn vía lên mây. Bà Bãi bình thường cự nữ cái chuyện chồng mình hút thuốc nhiều, ấy vậy mà bữa nay bà cũng châm một điếu, kéo khói chuyên nghiệp như ông. Ủa, bà cũng hút thuốc nữa hả? Mới mạnh đây mà sao à? Bà liếc nhìn ông, như thể muốn nói ông hút được thì tôi hút được. Bà nằm xoay lưng ra ngoài, chổi tay lên gối, rồi phả ra từng đợt khói trắng. Ông Bãi với mấy người con rùng mình trước dị cảnh này. Ông vẫn còn nhìn bà phả khói thêm một chút nữa, rồi mới quay trở lên lấy áo mưa, đội nón lá đi qua nhà ông Tám. Quanh nhà ông Tám, nước vẫn động thành từng dũng lớn. Ông phải lấy xẻng đào một con đường nhỏ để dẫn nước thoát xuống cái dũng độn bên hông nhà. Lá khô xô đẩy nhau trôi trên đường nước nhỏ xíu. Mấy con nhái ẩn mình trong bóng cây, nhảy tưng tưng với cái thân hình chỉ lớn hơn cái hạt cát của chúng. Bên cái dũng độn, từ trong hang, có con cua dơ càng bò ra kiếm mồi. Tất cả đã chuẩn bị để sống lại sau trận bão vừa quét qua. Ông Bãi qua tới nơi thì gặp ông Tám như từ trong nhà bước ra đón. Ông gật đầu chào, rồi múc nước ở cái khập nhỏ bên hiên nhà để rửa chân. Bà sao rồi anh Bãi? Ông Tám đưa gói thuốc cho ông bạn già. Ông Bãi vừa rửa chân xong, đón lấy châm một điếu, thả khói phì phì. Bất chợt ông rùng mình dụi điếu thuốc ngay. Ngồi trên mấy cái ghế đẩu, ông Bãi kể sơ qua hiện trạng của bà nhà mình mấy bữa nay. Đó, chú Tám mày coi có rầu không? Bình thường bà ưa đốt nhang lắm, bệnh đau gì mà bà không đốt. Thậm chí mấy khi bệnh kiểu này là bà đốt còn thường hơn nữa. Vậy mà hồi nãy tôi mới rút cây nhang ra thôi là bà nạt tôi rồi. Mà tôi đứng ở tuốt nhà trên cũng đâu có nói là đi đốt nhang đâu. Sao bà lên tiếng như tôi thấy bà thấy tôi rút nhang ra vậy đó? Còn nữa, bà không có chịu lên nhà trên nha. Lúc mới về là bà biểu tụi nhỏ vô nhà rồi mở cửa sau. Mấy cha con tôi phải đỡ bà đi vô bằng được cửa sau đó. Rồi mới đây nè, bà lấy gói thuốc của tôi hút y rang như là bà biết hút từ đời nào á. Kỳ cục lắm Tám ơi. Tôi sợ. Ông Bãi nhìn ánh mắt chớp lấy một cái của ông Tám thì cũng ngầm hiểu ý ông bạn già. Khóe mắt ông chợt cay cay, như rất muốn không phải chấp nhận chuyện gì đó. Hồi lâu sau, chỉ có bàn tay của ông Tám khẽ đặt lên bờ vai run run của ông Bãi. Yên tâm đi, tôi sẽ gắng giúp chị Bãi. Anh với mấy đứa nhỏ lo công chuyện gấp đi. Trời mưa gió kiểu này. Tôi biết mà. Ông Bãi cũng rung giọng đáp. Ngồi thêm một lúc thì ông đứng dậy, đội nón lá, bước tập tễnh với đôi chân trần về nhà. Cái dáng người gầy gò kia hơi liêu xiêu trong cơn gió lạnh. Ông Tám nhìn theo, nhưng cũng chỉ biết thở dài. Tối đó, nhà ông Bãi nếp chẳng có ánh đèn nào sáng lên. Mưa lắc trắc rơi hoài, làm cho không khí càng về khuya càng thêm lạnh. Trong nhà chỉ thắp có đèn cầy vì mất điện ngay trong đêm. Mà giả tỷ có điện thì bà Bãi cũng lầu bầu không có cho bật. Bà nói đèn đuốc sáng quá làm chói mắt bà. Ở trong buồng, ông Bãi kê cái ghế bố nằm cạnh giường của bà. Biết ý bà khó chịu, chắc hẳn không cho ông nằm chung nên ông tự sắp xếp cho mình. Ông nằm đó, lâu lâu lại cục cửa vì không hiểu sao trời mỗi lúc một lạnh. Chợt ông nghe người nằm trên giường vừa trở mình. Nhưng lạ là cùng lúc đó, ông lại không có cử động được nữa.
cảm giác cứ như ông đang bị bóng tối đè chặt trên cái ghế bố. Tuy vậy, mắt ông vẫn hé hé mở và trông thấy được bà Tám bỏ chân xuống giường đi ra ngoài. Bà đi mà cái tướng kỳ lắm. Vừa đi bà vừa nhón chân, lại còn bước khập khiễng như người ta có thật. Ông trố mắt nhìn bà mở cửa đi ra. Phải đến khi bà đi khuất dạng ở ngoài đó thì cái cảm giác bị đè của ông mới biến mất. Ông bật người dậy, thở gấp từng hơi, đi nhanh ra ngoài để xem bà đang làm gì. Đúng như ông Tám có nói, bà bãi đi xuống bếp. Hai ba nồi đồ ăn bị bà đem xuống cùng với nồi cơm nguội hồi chiều. Bà bày chúng ra rồi bốc ăn ngon lành. Ánh mắt ông dần đanh lại khi thấy bàn tay của bà bốc cơm bỏ vô miệng. Lập tức bà bãi hét toáng lên, phun cơm ra ngoài. Miệng của bà nóng rang như vừa ăn phải than đỏ. Bà đứng dậy, cầm cả nồi cơm ném về phía ông chồng mình. Mái tóc bạc một nửa của bà bay phất ra sau, làm lộ ra gương mặt tái nhợt. Đôi mắt trừng lớn đến muốn lồi ra. Mấy đứa con của ông bà nghe lụp cụp ở dưới này thì cũng chạy xuống. Bà bãi trỏ vào đám người, hiện là chồng con của bà, mà hét lớn: Tụi mày cho tao ăn cái gì vậy? Tụi mày khốn nạn lắm mà. Chuyện gì vậy ba? Sao mà... Anh Hai Trường bước lên đứng chắn trước vợ và em gái. Nhìn má mình, anh cũng có dự cảm không lành. Hồi chiều ba biểu em nấu cơm bằng cái nước gì á, nhưng mà chiều nay má không có ăn cơm. Mình với ba ăn cũng bình thường mà sao má lại... Cô Út Sinh rút người sau lưng anh trai. Lúc này người bà bãi tự dưng có khói bốc ra. Bà rung lên bần bật, kháng cự lại một sức mạnh nào đó, như đang muốn đẩy cái thứ gì ở trong người bà ra. Đôi mắt của bà đỏ dần rồi rỉ máu. Môi bà cũng thâm bầm, mấy đầu móng tay cũng có máu nhỏ xuống nền tông tổng. Bà quay qua cửa ở trái bếp, mắt hơi liếc về phía chồng con của mình. Nhưng lúc họ không để ý, bà thoát ra theo đường đó mà chạy ra ngoài. Ủa sao vậy ba? Má bị gì ba? Anh Trường lắc cánh tay của ông bãi. Ông đang đứng như trời trồng. Má của tụi bay bị quỷ nhập trạng rồi. Bác Tám mày ông đưa bùa, biểu bà đốt pha với nước, rồi lọc lấy nước rồi đem vo gạo nấu cơm. Dự là cái vong ăn xong thì sẽ bị cái đó làm cho phỏng mà thoát ra trả xác cho má bay. Nhưng mà ông cũng nói là sẽ có cái trường hợp cái vong nó chịu trận không muốn thoát ra. Ông bãi quơ dội cái đèn đội đầu trên tủ gạt măng ri rồi cũng chạy ra ngoài. Đám con của ông cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện mà nối gót theo sau. Mưa dầm nặng hạt, cả đám người đội mưa đi tìm bà bãi đã lẩn khuất đâu đó trong những bóng cây rậm rạp. Ánh đèn pin khua khoắng vào trong màn mưa, có khi soi rõ từng giọt lạnh rơi dài giữa hư không. Từng đôi mắt cố căng ra để nhìn cho thiệt kỹ, nhưng có lẽ chẳng ai thấy được một đôi mắt tinh anh nào đó đang nhìn đám người bước lẹp xẹp trên nền đất đầy lầy lội. Đôi mắt đó vừa thấy một người trong nhà ông bãi đi xa, liền chuyển ánh mắt nhìn vào trong nhà. Một đôi chân trần dạch cỏ cây bước ra, trón trén bước về phía trái bếp của nhà ông bãi. Ở bên này, bà bãi vẫn đang chạy trối chết. Mỗi khi trời sèn sẹt những tia sét, bà lại lủi vào trong bụi lùm hoặc hiên nhà ai đó để trú. Bà chạy nhanh đến mức khiến cho mấy cha con ông bãi đều mất dấu. Đứng dưới hiên một nhà nào đó, cửa nẻo đã khóa trong. Bà bãi chống nạnh, quẹt nước mưa trên má mà cười lên đắc ý.
Coi tao cà thọt vậy thôi, chứ tụi mày sao chạy lợi tao. Bà nội mẹ nè, giành giật với tụi dông trong bệnh viện muốn chết mới nhập vô được bà nội này. Tính ở trong người bà đặng ăn mấy bữa cơm, mà cũng ăn trúng cơm có bùa nữa chứ. Cái thằng già thầy pháp thầy bùa nào bài đầu cái vụ này mà ác nhân chi vậy không biết nữa. Tao mà biết đứa nào hại tao á, tao bẻ cho cái giò của nó què như giò tao luôn à. Ủa bãi, bãi đi đâu mà không nón nải gì để mưa ướt hết vậy? Có tiếng một cô gái vang lên sau lưng bà. Bà nghe tiếng nói đó ở ngay sát bên tai. Nhưng khi quay qua, bà lại thấy là cô gái mặc bà ba trắng đang ngồi chải tóc trên võng. Nhìn mái tóc của cô dài đến quét xuống đất, bà bãi hơi nhướng mày. Bà nghĩ thầm không biết cái con nhỏ này mỗi lần nó tắm phải tốn hết bao nhiêu dầu gội đây. Trong nét mặt cô gái khoảng đôi mươi, da trắng, hai má bầu bỉnh đáng yêu, đôi mắt đen lái như hột nhãn, mi cong, mày dài, tất cả tạo thành một nét diễm lệ nhẹ nhàng. Tuy sắc hương là gái quê, nhưng cũng đủ sức làm nao lòng khách lạ bởi gió nội hương đồng. Nghe kiểu xưng hô của cô gái, cái dòng trong người bà bãi lưỡng lự một chút, rồi nói: Tao đi kiếm người cứu tao nè. Nhà tao có quỷ bây ơi, nó mới làm lụp cụp ở dưới bếp, còn phan cái nồi vô đầu ông bãi nữa. Gì ghê vậy bãi? Ủa mà nãy con nghe bãi nói gì đòi bẻ giò ai hả? Ai vậy bãi? Trong mắt bà bãi đảo lia lịa. Cái dòng trong người bà không biết lúc nãy tức giận mình chửi đổng thì cô gái ngồi trên võng đã hay chưa. Nhưng bây giờ khi nhìn lại cô ta, nó mới thấy lạ lạ. Cái võng đưa mỗi lúc một nhanh, thậm chí nó nhanh đến mức cái dòng trong người bà bãi bắt đầu không còn nhìn rõ được mặt cô gái nữa. Ủa bãi, sao con hỏi mà bãi không trả lời con? Bãi đòi bẻ giò ai vậy? Cái giọng cũng không còn đưa qua đưa lại. Nhưng cô gái ngồi trên giọng thì có chút khác lạ. Vẫn là bộ bà ba trắng, nhưng mái tóc của cô thì rụng dần, làm lộ ra phần da đầu đang bong tróc, lúc nhúc dồi bọ. Hai cái quầng mắt thâm đen làm nổi bật trong mắt đã chuyển sang màu trắng giả. Đôi gò má bầu bỉnh lúc nãy bây giờ thì húp sâu. Dần dà, cả khuôn mặt xinh xắn bây giờ chỉ còn lại cái đầu lâu trắng hiếu đang nhe răng cười. Nhưng đáng nói, tóc cô gái đó dù rụng sạch, nhưng cây lược trên tai vừa chải lên đầu thì tóc lại mọc ra. Mày cũng lạ. Bà bãi đứng rung lập cập, chừng muốn bước nhưng cố cỡ nào cũng không dời đi được. Cô gái đó là Na. Na đứng lên khỏi cái võng, tay cầm cái lược dẫn chải vào mái tóc đã mọc dài quá hai thước. Cô chậm chậm bước tới chỗ bà, nghiến răng từng lời hỏi kẻ trước mặt: Mày đòi bẻ giò ai? Na quơ cây lược của mình ngang đầu bà bãi. Bà bỗng dưng rùng mình rồi té xuống bất tỉnh đi. Lúc này ngay chỗ bà vừa té xỉu là cái bóng của một gã đàn ông bị chôn chân trên nền nhà. Trông qua nét mặt thì đoán chừng gã mới 30, tướng tá gầy gò, chân lại có tật, người nồng nặc cái mùi thuốc lá, lâu lâu còn ôm ngực mà ho khụ khụ. Hút thuốc cho cố vô rồi lao phổi chết chứ gì. Mới có bao nhiêu đầy tuổi mà ngủm rồi. Chắc ngày thường hai cái lỗ mũi mày như hai cái ống khói luôn hả? Ông Tám mở cửa bước ra để đỡ bà bãi vô trong, thì vô tình nghe câu nói của Na. Ông khẽ nhăn mặt vì Na nói người ta mà cũng như đang nói ông vậy. Một ngày ông hút gần một gói thuốc, ông ngồi chỗ nào là khói bay mù mịt chỗ đó. Bà Hai Mơ cằn nhằn ông dữ lắm, ông mới giảm xuống còn một ngày năm điếu thôi. Ông Tám chậm chậm đỡ bà bãi vô nhà, lo cho bà xong thì ông trùm áo mưa, cầm đèn đi kiếm gia đình ông Bảy nếp qua đây
Na thì ở nhà để trị tội cái thằng đòi bẻ giò tía của cô. Na bắt cả quỳ gối, khoanh tay cúi mặt. Còn cô thì ngồi trên võng, vừa nói vừa xỉa xỉa cái lược vô trắng cái dòng. Mày biết ông già cơm nhôm hồi nãy là ai không? Tía yêu dấu của tao đó. Mày tin tao bẻ mày luôn lội cái giò còn lại không? Đã nhập vô người ta là sai rồi, còn hăm he người ta nữa. Mày con cái nhà ai? Gốc gác chỗ nào? Trệ môi cái gì? Hả? Mày coi khinh tao hả? Trệ nè, tao cho mày trệ nè. Cái dòng ốm như cây sậy quỳ trước mặt Na đang trệ môi dưới muốn đụng tới cầm. Cô nghĩ là gã ta khinh thường sức uy hiếp của cô nên quất cây lược vô đôi bờ môi thâm đen của gã. Cái dòng đó vừa miếu vừa nói: Người ta khóc chứ có khinh đâu bà nội. Chưa cho nói là quýnh rồi. Bà cũng mới có từng túi này mà ngấm rồi đó. Cái nết bà quá trời à. Trả treo hả? Tao thích ngủm sớm để ngồi đây xử mày đó. Nói, gốc gác mẹ ở đâu? Tên gì? Mắc gì nhập vô bà già đó? Tôi tên Lạnh, mồ côi một cúc hà. Hồi mới mười mấy tuổi thì bị mấy ông anh trong đội bốc giác đập cho hút thuốc rồi. Hút riết rồi suy cái phổi luôn. Năm rồi người ta đưa tôi vô bệnh viện, nằm thở mới được mấy ngày tôi đứt. Mà chết ở trỏng thì có gọi hồn gọi vong gì được đâu. Nên tôi dứt dưỡng luôn. Cả tháng nay thấy bà nội này bà yếu, cho nên mới... Yếu chứ bộ chết làm sao mà mày nhập vô người ta? Lý sự nữa hả? Chồng, xách nách cái thằng trộm này xuống dưới đi. Cái mặt mày nhìn gian chết mẹ mà khai tên Lành, thấy ghét thiệt á. Tuân lệnh giận. Anh Thành hiện ra là một người đàn ông cao ráo, gương mặt có vài phần tuấn tú, dù anh lúc nào cũng phảng phất cái mùi sình non. Anh tiến lại, cặp nách gọn hơ cái đứa đang khoanh tay cúi đầu trước mặt Na. Khoan, bà chỉ cho tôi hỏi xíu đi. Ở dưới có gì để hút không? Chứ tôi thèm quá. Na vừa chải đầu, vừa liếc nhìn cái đứa đang bị chồng mình một tay xách ngang người. Cô cười khẩy rồi nói: Có chứ, ở dưới có mấy cái ống đồng rót nóng mới chảy vô miệng. Tướng của mày người ta rót một cái một là vô hả? Khỏi mắc công hút. Na vất tay khi thấy cái dòng bắt đầu giãy nảy vì không chịu đi. Riêng cô thì lại ẩn mình ngồi trên võng. Đôi bàn chân với các ngón xinh xinh của cô đang nhịp theo tiếng mưa rơi lợp đợp trên mấy tàu lá chuối. Bà ơi, tôi nè bà ơi. Ông Bãi với mấy đứa con của mình cuối cùng cũng chạy kịp qua nhà ông Tám. Vừa vô tới bộ dáng ngựa, thấy bà Bãi nằm thở thoi thóp, ông xà vào ngồi sát một bên, nắm tay nắm chân mà khóc lóc. Bà Bãi mệt mỏi hé mắt ra, cố gượng nhìn chồng, nhìn con. Ông ơi. Bà mới thều thào có mấy tiếng đó thì mí mắt chợt cụp xuống. Ông Bãi nắm tay bà mà gào lên: Bà ơi, bà đừng có bỏ tôi bà ơi. Chưa có chết. Bà Bãi chợt cất giọng. Ông Bãi lính quýnh gạt nước mắt khi thấy vợ mình vẫn còn nói được. Bà đưa tay đặt lên tay ông, cảm nhận bàn tay mấy mươi năm gắn bó với mình. Mưa gió quá, đi đâu sao không mặc áo đồ vô? Tay lạnh ngắt rồi nè. Đi kiếm bà chứ đâu. Bà ráng lên bà. Bệnh có bị nhiều đâu mà sao bà bỏ tôi đi đành đoạn vậy? Bà Bãi im lặng một lúc như để dưỡng hơi. Bà nhìn ông bằng ánh mắt lờ đờ. Rồi nay tôi chết đó, ông có... Bà Bãi rên lên một tiếng rồi dai mặt đi nơi khác. Ông Bãi siết chặt tay bà. Bà ơi,
Tôi hứa với bà, dù bà có bề gì, tôi cũng ở vậy mà thờ bà. Tối này rồi ai thương tôi nữa. Nhưng mà sao bà bỏ tôi? Bà hết thương tôi rồi hả bà? Chưa có chết cha nội ơi. Ông Bãi lại nín khóc thêm lần nữa, vì cái giọng nói như hụt hơi của bà vợ lại vừa cất lên. Nãy giờ ông bị hố hai lần nên cũng sinh nghi. Ông Giai nhìn qua, thấy ông bạn già đang tủm tỉm cười. Ông Bãi liền bỏ cái tay của bà vợ mình xuống, đứng dậy ra chiều giận dỗi. Bà Duyên cha tám ghẹo tôi phải không? Chứ gì nữa. Vừa nói, bà vừa bật dậy, bới tóc cho đàng hoàng lại. Ôi, tại cái tụi vong trong bệnh viện á, nó cứ xuất trà nhập vô hoài, nên tôi mệt vậy thôi. Chứ tôi đâu có tới nổi. Tôi biểu ông đưa tôi về, đặng không có gặp mấy cái đó nữa. Ai dè ông thấy tôi nằm một chỗ, tưởng tôi chết tới nơi. Để tôi nằm trên đó, cho tụi vong nó hưởng sái đồ ăn đồ uống hoài. Hên chiến này có cái vong thằng rờm kia nó nhập vô đó. Nó đòi về để khỏi phải xuất tra nhường cho mấy đứa khác, nên tôi mới được về nhà này nè. Hồi nãy tôi nhắn anh Tám nói với ông mà tôi hấp hối rồi, để thử bụng ông coi sao. Bà coi bụng dạ cũng được ha cha dạ ha. Được, cái con khỉ khô vậy, làm sợ quýu hết trơn à. Thấy ông Bãi đưa tay quẹt nước mắt, bà nắm lấy tay ông mà dỗ dành. Thôi, thương thấy mồ, ngu sao chết. Chết bỏ ông cho con khác nó hưởng hẹn gì. Thôi nín đi, tụi nhỏ nó cười kìa. Nhìn qua bầy con của mình, ông Bãi cũng mắc cỡ, vì nãy giờ mít ướt quá trời đi. Cả nhà lại cười nói vui vẻ, đợi đến lúc tạnh mưa thì cùng nhau rọi đèn ra về. Trong đêm, sau giường nhà ông Bãi lại có ánh đèn pin rọi vào từng ngóc ngách. Bước chân của hai người đàn ông dẫm trên từng mảng cỏ ướt đẫm, khiến cho mấy con cào cào nhảy sôi sối khỏi nơi ẩn náu. Hay là vô nhà đi ba, có cái nồi cơm thôi mà, ngày mơ vợ con nó đi mua lợi là được mà. Chê, mày nhát thì đi vô đi. Mày biết tánh tao mà, đương không mất độ á, tối con ngủ nghề gì được đâu. Để tao coi con ma nào dám giành cái nồi cơm của nhà mình. Mà chắc bây giờ nó cũng hoàng hoại rồi. Cơm nấu bằng nước bùa của cha Tám mà, ma nào chịu nổi. Vừa về tới thì ông Bãi thay vợ đi dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó ông mới phát hiện ra cái nồi cơm mất rồi. Lại nhìn thấy mấy cái dấu chân của con nít dính sình đi vô từ cửa sau. Ông truy hô cho mấy đứa con tìm coi trong nhà còn mất cái gì nữa hay không. Nhưng mà kỳ thực, ngoài nồi cơm ra thì chẳng có thứ gì đáng giá bị lấy đi. Lúc nãy trời còn đang mưa gió, ai đợi để con nít đi ra ngoài rồi đi vô nhà ông chỉ để lấy mỗi cái nồi cơm. Thành thử ra ông Bãi nghi nhà mình đang có vong nào quấy phá. Vậy là ông kêu anh Hai Trường cầm chổi chà đi theo ông ra sau giường. Mỗi khi có trận gió thổi ngang, tán cây lại rủ nước xuống ào ào. Tụi ếch nhái kêu rền và nghiến răng ken két. Hơi nước lành lạnh càng làm cho bước chân của hai cha con trong đêm thêm phần rụt rè. Anh Hai Trường ôm cứng ngắc cánh tay ông Bãi, mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Ông thấy anh con trai bắt đầu dướng tay dướng chân thì càm ràm. Cái thằng này, bữa nay nhắc cái gì mày? Ông đi nữa thì đi vô đi, mắc cái gì mày trên hoài vậy? Ủa, con có rên gì đâu ba? Ông Bãi nãy giờ cứ nghe văng vẳng tiếng rên rỉ, nhưng vì đang tập trung rọi đèn nên ông tưởng là con trai mình sợ đến hai răng da đập vào nhau. Cho đến khi nghe kỹ lại thì tiếng trên đó vang từ chỗ cái chuồng bò.
ông đi thẳng ra đó, lòng chắc ăn mình sẽ đập cho cái dông quậy phá kia một trận. Nhưng khi vừa giật cây chổi trên tay anh hai, rọi đèn vô trong chuồng, thì ông chợt khựng người, đứng chết trân. Cái chuồng bò này vốn đã trở thành nơi chất chứa mấy thứ đồ không dùng tới của nhà ông. Nhưng bây giờ, một người phụ nữ lại đang nằm co ro, run bần bật trong đó. Bên cạnh người đó là một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi. Nó vừa lay vai người phụ nữ, vừa khóc lóc. Má, má ơi, má sao vậy má ơi? Ông bả nhìn thấy nồi cơm của mình ở trong đó, thì biết chắc là hai mẹ con này lấy trộm. Nè nè, thằng nhỏ, ra đây ông biểu coi. Thằng nhỏ có vẻ rụt rè. Nó quay qua nhìn ông mà trên mép còn dính mấy hột cơm. Nó không có dám bước ra, còn trút sát người vô người má nó. Người mẹ dù đang chịu một cơn đau đớn nào đó, nhưng cũng giang hai tay ra ôm con mình. Xin bác bỏ qua cho, tại con sốt quá, mà cả ngày nay không có đi nổi để xin cơm, nên nó mới... Ông bãi nhìn tình trạng của người phụ nữ với đứa nhỏ thì thấy cảm thương. Ông vốn chỉ muốn biết cái nồi cơm của mình ai lấy, vì lý do gì, chứ người nào, ở đâu mà chẳng là người của mình. Tiếc gì mấy hộp cơm mà làm khó dễ người ta. Ờ không có, tao ra đây coi hai má con bay có cần giúp gì không. Bay người ở đâu, sao mà lang thang qua tới bên này vậy? Bộ không ai cho má con mày ở nhờ hay sao mà rút vô cái chuồng bò nhà tao đó? Người mẹ trẻ kia mấp máy môi, nhưng yếu sức nên không nói được nên lời. Ông bãi thở dài, liện cây chổi qua một bên, hất vai anh hai Trường. Mày đỡ má đứa nhỏ vô nhà lẹ đi, vô trỏng mượn má bày coi thuốc thang, nấu cháo cho má con nó ăn đỡ. Chứ ê, trời ơi. Ông bãi dặn dò anh con trai một lúc, rồi mới quay qua dòm người mẹ đang ôm con kia. Ánh đèn pin trên tay ông vô tình khua trúng gương mặt của người ấy. Một nửa gương mặt của chị ta đã biến dạng, trông rất là kỳ dị. Nước da có phần hơi xanh xao, quần mắt và môi đã thâm như người ta trúng phải độc mạnh. Hai cha con sau giây lát thất kinh, liền đỡ cô ấy vào trong nhà. Ông bãi dắt thằng nhỏ đi kế bên mình. Nhìn nó cứ run run, nét mặt sợ sệt hiện rõ. Ông vỗ vai nó. Nè, ông đưa vô nhà cho ăn uống thiệt mà, không có đánh đòn mày đâu. Mắc cái gì mà mày mặt sợ chứ vậy con? Nghĩ đứa nhỏ cũng đang bàng hoàng vì một nửa khuôn mặt của mẹ nó dị dạng khó coi, ông tính hỏi thăm thì nó lắp bắp nói luôn. Ông ơi, má con mười mốt có hung dữ như chú Út con không? Chú Út con ổng cắn cha con nằm chèo queo, còn cào mặt má con nữa. Con sợ lắm ông ơi. Đứa nhỏ lúc này đã khóc thành tiếng. Ông cúi xuống ôm nó dỗ dành. Trong vô thức, ông đưa bàn tay với mấy cái móng chưa kịp cắt của mình lên nhìn ngó. Không lẽ móng tay người mà cào vô mặt thành ra vậy sao? Ông rắn mắt cào cào lên da mặt của mình. Phải đến khi dùng da của ông hơi rát thì ông mới tự đánh vô bàn tay mình, rồi tự chửi. Mẹ bà, đừng không tự cào mặt ngon lành vậy trời. Sáng hôm sau, bầu trời vẫn nặng nề một khối âm u bao phủ vạn vật. Mưa vẫn lất phất từng cơn. Tuy vậy, bà con cũng quay trở lại nếp sinh hoạt thường nhật. Ai ra đồng tháo nước thì đi từ sớm bẩn. Tụi nhỏ mặc áo mưa, kẹp nách đôi dép, sắn quần lội bộ đến trường. Khu chợ chòm hổm ở ngã ba Kinh vẫn chưa thể hợp được, nên có ai đi chợ xã
đều tréo hàng xóm cần cái gì thì mua giùm. Xóm cự sau cơn mưa bão, dù đã đề phòng nhưng đâu đó vẫn còn cảnh lụp sụp tàn tạ. Mọi người thấy bớt mưa thì lại sang nhà bà con nào bị tốc mái để phụ giúp lợp lại, chằng chống cho kiên cố. Đến cả cái hàng trào mồng tơi ngăn hai nhà hàng xóm cũng được dỡ lên sau mấy đêm nghiêng đổ khi bão về. Bao đời vẫn vậy, bà con luôn kề vai sát cánh, nâng đỡ nhau sau mỗi lần trời đất trút cơn cuồng nộ. Để khi trời lặng gió, đất nhuộm vàng bệt nắng, thì tình nghĩa vẫn thấm thiết mặn nồng. Mấy người con của ông Bãi đã trở lại với công việc trên thành phố. Bên trong nhà ông lúc này chỉ có vợ chồng ông và mẹ con chị Tha. Ngồi ở một xó là thằng Mẫn đang xì sụp húp tô cháo gà nóng hổi mà bà Bãi mới đem lên. Nhờ thằng nhỏ nên ông bà mới biết hai má con nó đã chạy trong đêm mưa bão về tới xóm bên này. Chắc là dọc đường họ không xin trú được ở nhà ai bởi gương mặt dị dạng của chị Thà. Ông Tám qua tới nơi, lập tức khom người coi vết thương cho chị. Sao rồi Tám, cứu được không? Ông Tám cau mày quay đi chỗ khác nghỉ ngơi, có khi lại tặc lưỡi hít hà. Trên mặt chị Thà có năm vết cào sâu hấm, rỉ máu, dịch đen ra rất hôi. Phần da thịt xung quanh đó đều đang hoại tử. Thậm chí, hiện giờ nửa gương mặt còn lại của chị, từ vùng cổ xuống đến ngực, đều có dấu hiệu độc đã lan ra, khiến cho da ở những chỗ đó xám ngoét đi. Mạch tượng của chị rất loạn, khi yếu khi nhanh. Chị nằm trên ghế bố, mắt nhắm nghiền, cả người cứ rung lên, giật nảy liên hồi. Đến hơi thở yếu ớt của chị cũng bắt đầu có mùi hôi. Không lẽ quanh đây có cái xác sống nào đó sao? Ông Tám bâng quơ thốt lên khi nhìn lại mấy vết thương trên mặt chị Thà. Ông bà Bãi nhìn nhau, ánh mắt bàng hoàng. Xác sống sao anh Tám? Nó giống như quỷ nhập trạng không? Cũng tựa tựa vậy đó chị Bãi. Nhưng mà cái này nó thuộc về dạng là khi người chết rồi, nhưng mà người thân lại không hay biết nên cứ để trong nhà. Hoặc là người chết chôn ở nơi không hợp, lại bị trấn yểm cho nên xác không phân quỷ. Chủ yếu là chính bản thân cái xác lại có điều u uất nào đó, tụ thành quốc khí nghẹn ở trong cổ. Cái quốc khí đó nó sẽ tự làm độc cơ thể đã chết. Về lâu dài đó, người đó sẽ tự khiến cho bản thân trở thành mối nguy hại của những người trong nhà. Bởi vậy mà người sống thì phải thở, người chết thì không còn thở nữa. Để người chết rồi mà vẫn còn khí bên trong thì sẽ trở thành quả xác sống. Mẹ con nhà nó chắc đụng phải cái thứ giống như vậy rồi. Ông bà Bãi nghe thì đâu có hiểu được một nửa ý mà ông Tám nói ra. Đại loại là họ đang chứng kiến một người là nạn nhân của một cái xác nào đó biết đi, biết cào mặt, còn biết giết người. Mà đúng rồi. Hồi hôm thằng nhỏ này nói, chú của nó cắn chà nó, rồi cào mặt má nó thành ra như vậy nè. Mẫn à, bày nhớ gì bày kể cho ông Tám nghe đi. Thằng ông cứu má còn đó. Mọi ánh mắt đều chờ đợi, đổ dồn qua phía thằng nhỏ mới 6 tuổi. Nó đang ăn thì cũng vì những ánh mắt đó mà ngừng lại để mà kể chuyện đêm hôm trước. Cái đêm mà nhà nó gồng mình trong cơn gió bão, cái đêm mà cha nó chạy vô buồng thăm người chú tên Phúc đã nằm liệt giường hơn 5 tháng của nó, thì bị chính người em trai cắn vào cổ. Má của nó, chị Thà, đã vào cứu chồng nhưng bất lực trước sức mạnh của chú nó. Nó cũng hùng hổ bảo vệ má, rồi bị gã tán đến ngất xỉu. Khi nó tỉnh lại thì thấy nó và chị Thà đang ở trong cái chuồng bò nhà ông Bảy. Nó đói, má nó thì sốt, chị cứ nằm trên hừ hừ.
Vậy rồi nó làm liều rình vào nhà ông Bảy, chỉ để đem cái nồi cơm nguội lạnh kia ra cho hai má con ăn tạm. Má con ăn cơm rồi tự dưng la quá trời. Má nói trong người má nóng như có lửa vậy. Mà từ hồi má con ăn cơm á, thì mấy cái vết trên mặt của má mới tự nhiên lặn bớt á. Ông Tám liền quay sang vợ chồng ông Bảy, rồi nhìn lại nửa khuôn mặt của chị Thà. Khóe môi ông Tám hơi nhếch lên, như đã nghĩ ra cách để cứu người mẹ trẻ này. Anh chị Bảy chịu khó xay gạo nếp ra giùm tôi, rồi pha với nước sạch nha. Cứ một ca nước gạo nếp thì mình pha loãng với nửa ca nước sạch. Nước đó là để cho con Thà nó ngâm mình. Với chị đốt lá bùa này, lóng lấy nước trong, do gạo nấu cơm, dắt thành bảy nắm, cho hai má con nó ăn mỗi bữa nha. Nhà bà Bảy khi xưa nấu rượu nếp, cho nên mới chết danh là Bảy Nếp. Nhưng những năm nay, hai ông bà đều đã lớn tuổi, nên đã thôi không nấu rượu nữa. Thành thử ra, gạo nếp ở nhà bà cũng có, nhưng không còn nhiều. Ông Bảy vét hết bao nhiêu cũng chỉ còn được hơn 3 kg, xài ra thì cũng chẳng được bao nhiêu. Ông liền tất tả mượn hàng xóm có xe máy, chạy gấp lên xã mua thêm. Riêng bà Bảy thì rủ thêm vài người đàn bà còn khỏe trong xóm đến nhà bà để xay gạo. Không khí trong nhà vì vậy mà dời đi phần hiu quạnh, khi bình thường chỉ có hai vợ chồng già. Ông Tám dời chị Thà vô trong buồng nằm theo sự đồng ý của ông bà Bảy. Ông chưa từng nhìn thấy vết thương do xác sống làm ra, nên cần thêm thời gian để tìm cách. Dùng gạo nếp cắt bớt độc khí của xác sống cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu trong 1 đến 2 ngày ông chưa tìm ra cách, thì rất có thể chị Thà sẽ không giữ được nhân tính mà bắt đầu hại người như cái cách của đứa em chồng chị đã làm. Ông Tám ngồi bên giường chỗ chị Thà nằm thật lâu mới đứng dậy. Ông dự định đi ra thăm chừng công chuyện bên ngoài, thì chợt bàn tay chị vươn ra nắm lấy tay ông. Nhìn lại thấy chị mở mắt, môi mấp máy như tính nói cái gì đó. Ông mới ngồi xuống, đặt tay lên trán chị. Bay còn sốt cao lắm, nằm đi, đừng có ráng ngồi dậy. Tao với bà con đang nghĩ cách cứu bay nè. Chị Thà dương ánh mắt lờ đờ nhìn người ngồi bên cạnh mình. Chị thấy ông Tám râu tóc chuyển bạc, dáng cao gầy, nhưng phong thái đỉnh đạt toát ra qua dáng ngồi thẳng tắp. Chị thở mấy hơi rồi yếu ớt hỏi ông Tám. Con của con. Ờ, thằng nhỏ đang chơi với mấy bà ngoại kìa. Để tao ra kêu nó vô với mày. Ông vừa định đứng dậy thì bàn tay của chị Thà đã siết chặt tay ông. Biết chị có điều muốn nhắn gửi, ông lại ngồi xuống. Lỡ mà con có mệnh hệ nào, con lại bác với bà con nuôi dạy giùm thằng nhỏ. Bậy nè. Con bậy. Bậy ráng mạnh để mà nuôi nó. Bà con đang ráng cứu bậy đó. Bậy phải hết sức bình tĩnh, không có được nghĩ lung tung. Nhìn trán ông Tám cứ nhăn lại, Thà biết là ông đang cố trấn an mình, dù lòng ông cũng rất bồn chồn. Chị rơi nước mắt. Chị không nghĩ rằng chuyện lại thành ra như thế này. Nhà cửa chẳng còn, chồng thì chết thảm, ngay cả bản thân chị cũng sắp không giữ được mạng. Điều chị lo nhất là thằng Mẫn thôi. Nó còn quá nhỏ để phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng này. Và nó cũng còn quá nhỏ để phải gánh chịu hậu quả kinh khủng từ những việc mà người lớn đã gây ra. Tám ơi, chết mồ rồi Tám ơi. Ra coi thằng Hiểu á, nó bị con gì cắn chết ở ngoài mé kinh rồi kìa. Ông Tám liếc nhìn chị Thà một cái, thấy chị gật đầu, ý muốn nói mình có thể nằm đây gắng gượng được, thì ông mới vội vàng chạy ra ngoài cùng với bà con. Ông Bảy cũng đi theo. Hai ông già đi chân đất,
cảm nhận cái lạnh của mấy ngày mưa dần thấm sâu dưới nền đất lầy lội. Và hơn hết, những bước chân của ông Tám còn cảm nhận một cái lạnh rất kỳ lạ đang âm thầm truyền lên rần rợn sống lưng của ông. Sớm cự lại sắp có biến rồi. Một đám người vây kín ở dưới cầu bến nhà ông Sáu Bầu. Thấy ông Tám đi tới, người ta liền giãn ra cho ông tới gần cái xác. Vợ của anh Hiểu ôm xác chồng mà khóc ngất lên. Ai cố gỡ cách mấy cũng không gỡ chị ta ra khỏi anh được. Ông Sáu Bầu năm nay cũng đến tuổi lục tuần, đầu hói, mình trần, để lộ ra cái bụng phệ như ông Địa. Ông đứng chống nạnh, tặc lưỡi mà than hoài. Hồi nãy đi kéo lưới, tôi nghe nó trì trì, nặng nặng như có cái gì dướng vô, nên mới thò tay xuống gỡ. Ai dè không phải nhánh cây mà lôi lên cái tay của thằng này. Bà nhà tôi bà quýnh quán, quay tới quay lui muốn lật cái xuồng luôn à. Tới giờ bà còn nằm thở trong nhà chưa có ngồi dậy được nữa. Anh Tám với mấy chú nó còn sao, rồi để cho vợ nó đưa về làm đám đi. Ôi, mới qua bão mà khổ hết sức vậy hả? Ông Tám nhìn xuống cái xác của anh Hiểu, nước da đã xám xịt, mắt mở trừng trắng giả ra. Ngó trên cổ anh thì thấy có mấy vết cắn, nhưng mà lại không phải dấu của rắn, mà giống như một loại động vật lớn nào đó. Nhưng xứ này làm gì có hùm beo để cắn người ta thành ra như vậy chứ. Vợ anh Hiểu thì giật giả trong vòng tay của bà con. Chị khóc kể từ hồi hôm vợ chồng có cự cãi nên anh bỏ đi giăng lưới. Đến sáng không thấy anh về, nghĩ anh qua nhà bạn bè nhậu nhẹt nên chị qua đó kiếm. Nhưng mà chẳng có nhà nào nói đêm qua anh Hiểu tới chơi. Lúc trên đường về nhà thì chị gặp bà con chạy lại báo cho hay là tìm thấy xác chồng của chị ở gần bến nhà ông Sáu Bầu. Chị trật ruột chạy qua đây. Đến giờ thì chị khóc không còn ra nước mắt, cũng chẳng nói nổi lời nào. Ông Tám nhìn mọi người đưa vợ anh Hiểu và xác của anh về nhà mà lòng dạ nóng như lửa. Ông nghiêng mặt nhìn cái bóng ngay phía sau lưng mình. Na từ nãy tới giờ vẫn theo sát ông, chứng kiến cái xác có vết cắn kỳ lạ kia. Cô thấy nó quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nghĩ đến ông Sáu tìm thấy xác của anh Hiểu ở dưới kinh, Na toát cái đang ngồi sát mé, chỗ mấy cái tàu dừa nước trũ xuống tùm. Cô hơi đá chân vô mặt nước để đánh động tới thứ gì đó. Nhưng mặt nước chỉ dền dàng từng cơn sóng nhỏ rồi lặng đi, không có dấu hiệu của người Na muốn gặp sẽ xuất hiện. Một giọng nam âm trầm phát ra sát bên tai cô. Nhìn lại, Na thấy anh chồng của mình khom người, tay chống đầu gối, nghiêng mặt nhìn cô ra chiều lo lắng. Mấy bà ma gia không có dưới hay vợ? Na gãi gãi đầu, rồi bỏ anh Thành ở đó, lướt về chỗ ông Tám đang đi. Cô rù rì vào tai ông. Kiếm mấy bà không có tí ơi, đi đâu hết trơn rồi. Mà cái vết cắn đó nhìn ngộ quá tí hả? Giống như... À rồi 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 rồi, con nhớ rồi. Giống như trong mấy cái bộ phim cương thi con coi bữa đó, mấy cái người bị nó cắn cũng có cái vết y vậy á. Vợ, vợ, vợ ơi, cứu chồng với. Anh Thành bên mé kinh chợt la lên bài hải. Na quay ngoắt sang thì kịp nắm tay anh kéo lại. Anh chàng mặt mày dặn dẹo vì hai chân bị lôi tuột xuống nước. Cô cố gồng sức kéo, nhưng cái thứ bên dưới cũng sắp kéo cả cô. Ông Tám vội nhặt lên một cục đá, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ông đưa lên trán lầm rầm vài câu rồi ném xuống đó. Từ phía dưới, nước bắn lên cao như một quả bom vừa phát nổ. Đồng thời Na cũng kéo anh chồng của mình lên bờ được. Nhìn anh chàng mặt mày xanh chành, miệng miếu muốn đụng cầm, cô vừa xoa đầu anh vừa trách. Đã cái thầy chết nước rồi mà còn ham ngồi sát mé kinh nữa. Cái giống gì nó kéo mấy người vậy? Na ngó trai như để tìm thủ phạm. Nhưng mặt nước chỉ gợn sóng một lúc rồi lại lặng đi như lúc nãy.
Ông Tám nhìn cổ chân của anh Thành, vừa nghe anh lắp bắp nói: Hồi nãy chồng thấy có cái cặp mắt ở dưới lú lên nhìn chồng á. Chồng tưởng mấy bà ma da nên mới ngồi đó. À dạ đâu không phải. Nó tay nó cứng ngắc à. Nắm một phát là kéo chồng tuột lút xuống dưới kinh luôn. Hên là vợ cứu chồng kịp, chứ không thôi. Không thôi cái gì? Không có tôi chắc mấy người tan hồn đâu tám kiếp rồi. Mới mốt tôi đi đâu á, làm ơn đi theo giùm cái. Đã yếu rồi mà hay quay tới quay lui, toàn nghe mấy người kêu cứu không à. Đúng là cái cục nợ thiệt chứ. Ông Tám định nói cái gì đó, nhưng nhìn cảnh đứa thì chồng chồng vợ vợ, đứa thì vừa xoa đầu vừa vuốt ngực vừa mắng yêu, ông đi luôn một hơi về nhà bà Bảy. Vừa đi ông vừa lèm bèm: Ôi đàn ông quá vợ, mà tối ngày nó cứ diễn phim tình cảm rồi bắt mình coi hoài. Biết vậy hồi đó để con Na nó làm ma ế bà nó cho rồi đi. Bài đặt có chồng chi, rồi giờ khổ ông già tía nó quá vậy nè. Hai cái dòng vẫn nghe ông lèm bèm. Họ rù rì cười nói với nhau, tình cảm vừa thấm thiết, lâu lâu lại đùa giỡn giống như mấy đứa con nít. Nhưng mà thỉnh thoảng Na vẫn chầm chầm nhìn về dòng kinh. Cô chắc chắn có thứ gì đó đang trú ở bên dưới, khiến cho những bà bạn ma gia của cô không dám ngồi lên. Nếu như vậy thì cô cũng sẵn sàng chờ ở đây, để xem cô sẽ thấy được thứ quái dị gì xuất hiện. Lại nói ông Tám về tới nhà ông bà Bảy thì gạo đã sai hết, quà loãng với nước sạch được lưng một thùng lớn. Nhìn cái rổ lá bưởi, lá xả, tú hụ, ông Tám gật gù ưng ý lắm. Ông nhờ mấy người đàn bà ngâm mình chị thà trong cái thùng nước gạo nếp kia. Chỗ lá bưởi lá xả thì nấu lên, một nửa pha với nước cho thằng Mẫn tắm, một nửa thì đổ vô chung với thùng nước gạo nếp của chị thà. Cơm cũng đã nấu xong, ông nhờ bà Bảy dắt sẵn thành hai phần, mỗi phần 7 nắm cho mẹ con họ ăn. Mấy người đàn bà mang xô nước ở trong buồng ngâm mình cho chị thà. Chị vừa bước vô ngâm mình được một chút thì có tiếng rên thảm thiết cất lên. Bà Bảy hoảng hốt chạy ra: Anh Tám ơi, con thà nó la quá, có sao không anh? Da của nó đỏ lừ hết rồi. Không sao đâu chị, chừng nửa tiếng là nó trở lại bình thường thôi, hết đỏ thôi hả? Tại nước gạo nếp có nhiều dương khí, hòa với nước lá bưởi lá xả có tính tẩy quế, nên làm cho mấy cái vết thương của nó nóng lên thôi. Chị nhớ lấy khăn sạch thấm nước rồi lau mặt cho nó. Nếu mà cách này có tác dụng á, thì cũng phải làm 2-3 lần nữa nó mới khỏi được. Bà Bảy quay trở vô lo cho chị thà. Thằng Mẫn ngoài này được tắm nước lá tẩy quế, cả người nó nhẹ nhõm hơn nên cũng tươi tỉnh hẳn ra. Nó vừa ăn mấy nắm cơm nếp, vừa quấn lấy bên chân ông Tám. Thằng nhỏ rất có nét khôi ngô, sau này lớn lên chắc chắn làm cho khối cô mê mệt. Nó lại có phần lanh lợi, hỏi cái gì cũng dạ thưa, kể đầu đuôi rõ ràng. Nếu như không có biến cố này, hẳn nó sẽ lớn lên với tuổi thơ đẹp lắm. Anh Tám ơi, da nó hết đỏ rồi, cũng hết la rồi đó. Bà Bảy chạy ra thông báo. Ông Tám ngước nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. Thà chỉ mới ngâm mình có 15 phút mà đã khắc chế được độc của tử thi trong người hay sao? Nếu vậy thì chắc độc trong người nó cũng không có quá nhiều. Chị để nó ngâm thêm 15 phút nữa đi, rồi cho nó ra. Bà Bảy lại lăn xăng trở vô buồng. Khi đã qua nửa tiếng ngâm trong nước gạo nếp, chị thà được cho ra ngoài lau sạch người, mặc quần áo mới, rồi bước qua chậu lửa mấy bận. Ông Tám trở vô buồng của chị để thăm tình hình vết thương, mang theo mấy nắm cơm cho chị ăn. Nhìn nửa bên mặt của chị đã bong tróc lớp vẩy, vết cào không còn máu và dịch đen rỉ ra nữa, ông mới tạm thời an tâm. Thằng Mẫn thấy chị ngồi dậy ăn uống được thì nó cứ quấn lấy, liên tục bóp tay bóp chân cho chị. Ai nhìn cũng khen thằng nhỏ coi vậy mà có hiếu quá trời. Nhưng thoáng nghĩ lại tình cảnh của hai mẹ con, người ta lại thấy khóe mắt cay cay.
Rồi bây giờ bay khỏe chưa? Nếu được, kể lại đầu đuôi cho tao nghe cái vụ em chồng bay đi. Nó... Ông Tám nói tới đó thì ngập ngừng như thể chờ phản ứng của chị Thà. Ông thấy mắt chị ương ướt nước, vừa ăn mấy nắm cơm mà chị khóc. Thằng Mẫn lanh lợi lau nước mắt cho má nó. Chị hơi nghẹn nghẹn trong lời tự thuật. Tại vợ chồng con hết bác Tám rồi. Nếu biết phải có cơ sự này thì hồi đó để cho thằng Phúc, em chồng con, tự thấy cái cảnh con vợ sắp cưới của nó cấm sừng nó rồi. Chứ tụi con đâu có ngờ đâu. Nét mặt chị hơi nhăn lại vì vết thương lại đau răm răng. Hai hố mắt cũng đã trũng sâu, thêm vì độc tử thi trong người chưa hết nên trông chị hốc hác lắm. Ánh mắt chị khi nhắc đến chuyện của đứa em chồng thì lại thêm phần đau thương lẫn sợ hãi trong đó. Hồi nửa năm trước, nhà con chuẩn bị cho thằng Phúc lấy con lụa trong xóm. Nó thương con nhỏ lắm, nhưng mà ngặt nổi hai đứa nó ưa hụt hạt, sát ngày cưới mà còn gây gổ. Rồi con nọ có khi còn bóng gió đòi không chịu cưới nữa. Hai nhà phải nói chuyện với nhau mấy bận mới dàn xếp êm được. Cho tới bữa đó, chồng con ông đi giăng lưới. Ông thấy có hai cái bóng ngồi rù rì với nhau, nghĩ là tụi nhỏ nó yêu đương hẹn nhau ra tâm sự, nên ông không có tính chèo tới gần. Ai dè đâu thằng nọ đương nói thì đứng dậy la đổng lên. Ý nó nói con này phải nghĩ cách để không có cưới ai đó. Nếu không là nó qua nó giết thằng kia rồi đưa con này bỏ trốn. Ông nghe tới đó là ông thấy nhót nhót trong bụng rồi. Ông mới cầm đèn rọi lên á, thì... Chị ngập ngừng vì cổ họng đau rát. Hai hốc mắt cũng đau đến chảy nước mắt ra. Ông Tám nhìn một bên mặt của chị, chỗ mấy vết thương cứ giật giật lên, thì đoán thầm chị đang bị nó hành cho đau đớn. Chị cố chịu đau, khiến cho giọng có đôi phần trầm xuống. Chồng con, ông thấy con lụa ngồi với thằng kia, ông vừa rọi đèn la lên thì hai đứa nó nắm tay nhau bỏ chạy. Ông chèo xuồng riết về nhà nói cho thằng Út nghe có con nữa, nhưng mà nó dứt khoát không có tin. Sáng trai nhà con còn đòi qua đó nói chuyện, nhưng mà bên đó chối, nói chắc đêm hôm chồng con nhìn lầm thôi. Nhà đó vịnh vào cái cớ là sắp đám cưới, biểu bên này đừng có làm rùm beng. Ông chồng con ông cũng mong là ông nhìn lầm, nhưng mà người cùng một xóm với nhau, cái dáng lướt qua thôi cũng biết ai rồi, huống chi là soi đèn thấy tận mặt. Ông cũng nói dặn với nhà bên kia là con nọ có cái gì thì dứt ngay để lo cưới, không có dây dưa mà cắm sừng em ổng. Con nhỏ cũng giải nãy nói chứ nó mà có như lời chồng con nói á, thì cho thận giọng thắt cổ nó chết đi. Lúc đó nguyên nhà ai cũng hoảng hồn, là nó nói vậy là nói gỡ. Cái rồi hai bữa sau thì con lụa nó cắt tay treo cổ chết. Mà nghiệt cái là con nọ tối đó hẹn thằng em chồng ra nói chuyện nữa. Cái thằng này tới thì... Chị ngập ngừng rồi ngắt ngang câu chuyện ở đó. Bởi lẽ phần nối tiếp câu chuyện phía sau đã in thành vết ở trên mặt của chị rồi. Ông Bãi nghe tới đó thì thắc mắc. Ủa rồi không lẽ nó nói khơi khơi vậy mà bị giật sao? Cái đó thì một tháng sau, lúc thằng em chồng con nằm một chỗ thì chuyện mới dở lẽ. Cái đêm đó thiệt ra là con lụa với thằng kia tính hẹn em chồng con ra để mà xử thằng nhỏ. Mà rồi hai đứa nó cự cãi gì đó,
hai đứa nó xô xát để con lụa bị đứt tay. Nó còn đe dọa thằng kia là sẽ nói ra kế hoạch thằng nọ gian díu với nó, rồi tính giết em chồng con. Cái thằng đó tức quá mới xiết cổ con này chết, rồi dựng hiện trường con nhỏ tự tử. Công an mới bắt nó được mấy bữa là thằng em chồng con nằm liệt giường, cho tới xảy ra chuyện này luôn đó bác. Mấy ông bà già im lặng nhìn nhau, thầm ngán ngẩm cái sự tình sao mà quá trớ trêu. Đến cuối cùng, kẻ gian tình lại là hung thủ gây ra một nỗi thương tâm, để người còn lại ôm uất hận đến không thể nhắm mắt. Chị Thà ăn uống xong thì nói mình mệt nhiều nên nằm nghỉ. Bà con cũng ra về. Ông bà Bãi cứ cách một tiếng là vô thăm chừng chị một lần. Chị cứ hồi sốt hồi lạnh, người thì run cầm cập, răng đánh bò cạp liên hồi. Có khi chị cắn cả vào môi, vào lưỡi đến tứa máu. Mắt chị dù mệt nhưng lại khó nhắm được nên vẫn cứ mở trao tráo, cho đến khi đôi mắt của chị chỉ còn thấy hai màu trắng đen và hoàn toàn không thể nhắm lại. Khắp người chị như có sâu bò trong da thịt, móng tay gãi sồn sột đến chảy thành đường rướm máu. Ông bà Bãi phải kéo tay chị ra, để không thôi chị lại tự làm độc, khiến cho da thịt lâu lạnh. Hai người quần quật cho đến đêm thì chị mới nằm im, không gãi cũng chẳng trên ngứa than đau gì nữa. Na và anh Thành cứ dậy ngồi bên mé kinh cho đến trời tối. Ánh trăng đêm rọi thẳng xuống rồi tan ra dòng kinh. Mấy con đom đóm lượn lờ quanh hai người với thứ ánh sáng xanh ma mị. Lâu lâu từ dưới nước lại có tiếng cá ngồi lên đớp sóng. Hai vong hồn cứ tưởng đó là thứ quái dị gì xuất hiện nên kéo cổ nhau mà căng mắt ra nhìn. Để rồi cả hai lại thở dài thường thượt vì thất vọng. Anh Thành vuốt vuốt hai bên cánh tay, miệng ngáp liên hồi. Anh bắt đầu không còn kiên nhẫn để ngồi đây nữa. Hay là chồng đi vòng vòng sớm chút xíu nha, coi chừng nó không có ở đây đâu. Na vừa định kéo anh chồng của mình lại thì ở đằng xa chợt có tiếng la thất thanh vọng đến. Cô đứng dậy nghe ngóng thì phát hiện ra tiếng la đó phát ra từ đằng nhà anh Hiểu mới chết hồi sáng nay. Ở bên đó, vợ anh Hiểu bước giật lùi ra tới ngạch cửa vì cái linh cữu của anh cứ rung lên lập cập. Mấy người đàn ông trong nhóm đạo tỳ hợp sức giữ lại cái quan tài nằm im, nhưng xem ra cũng sắp không giữ được nữa rồi. Người bên trong như đang muốn ra ngoài. Tiếng rít của nắp quan đang bị bật lên cùng với tiếng gầm gừ phát ra bên trong, khiến cho cả nhà vốn nhuộm một màu tang tóc lại thành ra cảnh tượng kinh hoàng. Thả tao ra, tao sống lại rồi mà. Thả tao ra con khốn, tao mà ra được tao giết mày. Cái giọng nói kia làm cho mấy gã đàn ông cũng mặt mày xanh chành. Vợ anh Hiểu vừa dấp té ngay trước cửa. Chị trỏ tay về phía linh cữu. Ông thành quỷ rồi, đừng có cho ông ra. Thì có ai cho nó ra đâu. Nè, mấy đứa tụi mày nhiệt tình lên coi, nó sắp chết mẹ chạy mày ơi. Một người trong đội đạo tỳ cố điều khiển mấy người còn lại giữ cái nắp quan, nhưng rồi tất cả đều bị hất văng ra. Nắp quan bật lên và người nằm bên trong liền ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Gương mặt của anh Hiểu xám xịt, hai mắt trợn lên nổi quằn quện tơ máu. Móng tay móng chân, quần mắt và môi của anh ta đều thâm đen. Trên cổ anh, mấy vết cắn vẫn còn chảy dịch ra nhầy nhầy, đen hôi không tả nổi. Đội đạo tỳ đẩy nhau bỏ chạy bằng mọi hướng. Ai gan lì hơn thì quơ lấy mấy khúc cây để cản trở gã đàn ông vừa sống lại này.
Anh Hiểu bước ra khỏi áo quan, dán đi hai hàng, tập tễnh từng bước một. Mày chết rồi đó Hiểu. Chết thì nằm ở trống đi trời ơi. Ra đây chi nữa. Mày mà qua đây tao. Ông nọ vừa quơ quơ cái khúc cây trong tay, vừa bước lùi ra cửa. Ông ngoảnh đầu nhìn đám người trong nhà đã chạy ra xa, thì cũng bỏ chạy theo. Nhưng ông vừa chạy được mấy bước thì anh Hiểu đã tóm được bả vai của ông. Cái mùi tử thi phả ra từ trong miệng của anh đang áp sát cổ của ông nọ, khiến cho mặt mày gã nhăn nhó kêu cứu. Ông ấy còn cảm nhận được răng của anh Hiểu đã chạm lạnh ngắt vào da cổ mình. Trong giây phút đó, gã tưởng như mình chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết mà thôi. Đột nhiên, anh Hiểu bị một lực nào đó kéo ngược ra phía sau. Nhờ anh buông tay khỏi bả vai của gã đàn ông ấy mà ông ta mới có cơ hội chạy thoát thân. Ông nọ vừa bò vừa lết mà cái đáy quần ướt nhẹp. Mấy người bên ngoài thấy đồng đạo thoát ra được thì kéo nhau chạy đi, không ai dám ở lại phụ giúp gì nữa. Ở trong này, Na hiện ra với hình hài như một người còn sống để có thể lôi được cái xác sống này ra chỗ khác. Anh Hiểu vừa bị Na vật ngã thì liền bật dậy, nhe răng gầm gừ. Anh ta vươn bàn tay muốn cào về phía Na, chân dang rộng bước đi hai hàng. Na cầm cây lược của cô, đánh nhẹ vào hai bàn tay đầy móng nhọn của anh Hiểu. Tiện thể cô đạp luôn cho anh ngã lại lần nữa. Đàn ông đừng an dịu móng tay dài hơn tôi á là tôi ứa rồi. Mà cha nội này giờ xử sao ta? Thôi đè xuống trước đi rồi tính. Dứt lời, Na nhào tới đè chặt anh Hiểu nằm trên nền nhà. Anh ta vươn tay tính nắm tóc cô, nhưng nhìn lại thì đầu cô trùi lủi, không có cọng tóc nào. Ngược lại, Na còn bóp cổ anh ta, dùng quỷ lực siết mạnh như thiêu đốt, khiến cho anh ta đau đớn mà gào lên. Mày, thả tao ra! Thả tao ra con quỷ cái! Khùng sao thả cha nội, nằm chờ chút đi. Mà thôi, chờ chắc lâu á. Na đứng dậy, túm cổ anh Hiểu lôi ra ngoài. Cô vừa cố giữ cho anh ta không quay ra cắn mình, vừa gọi với ra ngoài chỗ vợ của anh Hiểu đang run rẩy đứng lấp đó. Ôi, bây giờ lấy lửa thiêu ổng luôn được không? Chứ cái này để lâu á không có được, mà chôn cũng không có được đâu. Vợ anh Hiểu nghe đến sẽ phải thiêu chồng mình thì lập tức bước vô. Dù lúc nãy có sợ, nhưng nhìn như thế nào và bây giờ anh có biến thành quỷ thì anh cũng từng là chồng của chị. Nghĩa vợ chồng tuy ngắn ngủi nhưng thấm thiết, đâu phải nói chốc lát là có thể phủi sạch mà gật đầu quyết định ngay. Thấy chị lưỡng lự, Na bội thêm một câu. Bà mà không quyết lẽ, tới hồi tôi giữ ông hết nổi, ông chạy ra cắn người là mệt thêm đó. Vậy thì thiêu anh đi. Nhận được lời đồng ý dù có hơi nghẹn nghẹn của vợ anh Hiểu, Na liền lấy cái khăn lớn màu đen của mình ra trùm lên anh. Tấm khăn nhanh chóng bó sát người anh ta, trong chốc lát liền có khói bốc lên, lửa theo đó mà bừng cháy thành ngọn hừng hực. Vợ anh Hiểu thấy chồng đã cháy còn quằn quại không ngừng thì quỳ xuống lại chồng từ biệt. Đến hồi chị ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã nằm im dưới đất, lửa ngùn ngụt cháy làm sáng rực cả một vùng. Khi lửa vụt tắt, Na lập tức thu tấm khăn màu đen lại mà khoác trở lại lên người. Xác của anh Hiểu đã cháy ra thành một đám tro rất nhanh vì bị đốt bằng âm hỏa trong chiếc khăn đó. Tiếng sụt sùi của vợ anh bên nắm tro của chồng khiến cho ai nghe cũng cay sống mũi. Ông Tám lúc này mới cầm bùa, cầm chuông đồng, kiếm đào mà chạy tới. Thấy cảnh đã rồi, ông quay sang nhìn Na thì cô đứng nhịp chân, môi hơi trề ra như chê ông tía của mình già nua, bắt đầu chậm chạp rồi. Già tía mày, mới có một bữa đi trước tao á mà làm cái bộ đó rồi hả? Tía mày chạy bằng cơm nghe con, chứ không có chạy bằng nhang đâu mà qua đây cho kịp. Ôi, đang ăn cơm mà thằng chồng mày nó kéo tao ra đây, làm không kịp chùi mép luôn à.
Ông Tám đưa tay lên quẹt mép, vuốt bộ râu, thì mới hay mình còn sót lại một hộp cơm trên mấy cọng rau bạc. Ông ái ngại vì bà con nhìn mình với bộ dạng hấp tấp như thế này. Trước đó ông cũng dự là sẽ xin thiêu xác anh Hiểu, nên đã chuẩn bị sẵn hũ sành để đựng tro cốt. Ông đi tới xá ba xá trước nắm tro tàn của anh. Ông tỉ mỉ gom nhặt tro cốt bỏ vào trong hũ, nhờ bà con dọn dẹp nhà cửa giúp cho vợ anh Hiểu xong. Thì ông bày bàn dông, đặt hũ tro cốt lên rồi thắp nhang. Trước khi cắm vào lư, ông còn vẽ vời cái gì đó trước cái hũ sành, miệng lầm rầm khấn niệm. Tàn nhang vừa cong lại thì Na vỗ liên tục vô vai ông. Tía ơi, có chuyện nữa rồi tía ơi. Bên nhà bác Bãi kìa. Hả? Cái gì bên đó nữa? Không lẽ con thà nó... thôi, bay qua bển trước đi. Tía chưa có thu hồn anh Hiểu mày về xong mà. Coi không được á thì kêu ông bà Bãi trói nó lại. Nhớ đừng có để thằng Mẫn lại gần nha. Na nhăn mày, vừa kéo kéo ống quần lụa đi ra, cô vừa càm ràm. Trời ơi trời, sao cái số tôi khổ với cái xóm này dữ vậy nè. Ông bà Bãi bên nhà đang ôm thằng Mẫn trốn sau mấy cái bó lá dừa ở trong cái chuồng bò cũ, nơi mà hôm trước đã tìm thấy hai mẹ con nó. Bàn tay bà Bãi bịt chặt miệng thằng Mẫn để nó không la lên làm má nó đi ra ngoài này. Đèn bên trong nhà đã tắt vụt hết đi. Lúc đầu nó là ý của ông Bãi để hai vợ chồng già có thời gian lẩn trốn, vì nghĩ thà sẽ không nhìn thấy đường. Nhưng hai người chạy đến đâu thì đều nghe tiếng rên hừ hừ của chị theo đến đó. Đến cuối cùng họ chỉ còn biết chạy ra ngoài, tạm trốn vào trong chuồng bò theo ý của bà Bãi. Chị thà không còn giữ được tỉnh táo nữa. Từ 9 giờ tối chị đã ngồi dậy, tông cửa rầm rầm để ra ngoài. Thằng Mẫn lúc đầu tưởng má nó khó chịu cho nên mở cửa. Đến khi bàn tay của chị siết chặt cổ nó, ông bà Bãi mới hoàn hồn giành lại thằng nhỏ, xô chị vô lại trong buồng. Cửa lập tức được khóa ngoài, nhưng chị không biết lấy đâu ra sức mà có thể xô sập cửa, bước hai hàng đi ra. Thế là hai già một trẻ từ đó mới hoảng loạn mà đi tìm chỗ trốn. Trong cái chuồng bò cũ, khi tất cả yên dị rồi, bà Bãi mới khẽ cầu nhau. Cũng ông không đó, bật đèn còn không biết đường chạy hôn nữa, ở đâu mà tắt đèn. Mà sao kỳ ta, anh Tám nói im rồi mà, sao con nhỏ... Nè, bà nhỏ tiếng coi, bà bịt miệng thằng Mẫn để cho nó đừng có la. Mà nãy vợ Tàn nghe tiếng của bà không đó? Bà này bữa nay thở khì khì gì nghe ghê vậy? Thở cái kiểu đó mũi nó còn đánh hơi được, chứ huống hồ chi con thà. Thưa, tôi thở hồi nào? Có cái lỗ mũi như hai cái ống khói của ông thì có đó. Cha già hút thuốc thở mạnh quen hơi, rồi bây giờ thừa cho tôi hả? Tôi thở vậy hồi nào? Ủa mà sao tự nhiên im ru vậy? Nó còn ở trán ông ta. Ông Bãi dán bó lá dừa ra thì kêu lên một tiếng lớn. Trước mặt ông, Thà đang nằm sấp người, ngẩng đầu lên nhìn ông bà. Từ nãy tới giờ yên lặng, rất có thể là do chị đã trường nhẹ nhàng từ trong nhà ra đây để cho hai ông bà này không thấy. Họ lo cãi nhau nên cũng chẳng để ý tiếng sột soạt khi Thà bò lết ra ngoài này. Thà vươn đôi cánh tay tính bắt lấy thằng Mẫn. Ông Bãi liền bốc gạo nếp giấu sẵn trong người, ném về phía chị. Nhưng khác với ông tưởng tượng, Thà chỉ hơi nhăn mặt chút đỉnh, rồi lại vồ tới tấp về phía ông. Hai ông bà kịch liệt tránh né, lại phải đỡ cho thằng nhỏ nên rất là khổ sở. Ông Bãi phải dùng mấy khúc củi đánh chăn chát vô người chị Thà để mở đường thoát thân. Thà dùng tay che mặt, không lùi một bước. Hành tung vẫn muốn lao tới chỗ thằng Mẫn. Nó thấy má nó như vậy thì cũng nước mắt lã chả mà kêu gào. Ông Bãi đang ngập ngừng không biết làm sao thì chợt có một giọng nữ âm trầm ở đâu đó vang lên. Nín thở nhanh lên. Hai già một trẻ chỉ thấy lờ mờ một cái bóng trắng trước cửa chuồng bò. Nghe có cách để thoát,
ba người liền bịt mũi lại. Nhưng Thà thì vẫn ngã nghiêng bước tới, một tay nắm lấy tay thằng Mẫn lôi ra, một tay tán mạnh vô đầu ông Bảy. Ông đập đầu vô trong thành chuồng bò xây bằng gạch. Đầu ông lân lân, choáng váng một lúc mới bình tĩnh lại. Lúc nhìn qua, ông thấy bà Bảy đang ra sức giữ lấy thằng Mẫn. Ông vội cầm cây tán mạnh vô đầu của Thà. Chị ta chắc vì cú đánh đó mà loạn choạng, rồi buông tay thằng nhỏ ra. Ông bà Bảy giữ nó sau lưng, nhìn cái bóng trắng lúc này đang áp sát chị Thà. Ông như biết cái bóng đó là ai nên càm ràm. Mày chứ không ai hết đó nè. Ma Việt Nam chứ không phải ma Hồng Kông đâu mà mày biểu tao đến thở. Ôi da, ê cái đầu quá trời nè bà ơi. Ê a à, cái vị lát sức dầu cho. Bây giờ lo kiếm đường chạy lẹ nè cha nội. Nè, mày dí nó qua chỗ khác coi. Chàng tràng ngay cửa sao tao với ổng ra được. Na lúc này buộc phải hiện ra như lúc nãy đánh với anh Hiểu. Cô nhìn nửa khuôn mặt cứ giật giật lên liên tục của chị Thà thì cũng có mấy phần kinh hãi. Cô gạt tất cả những đòn tay có móng nhọn của Thà vồ tới. Na nói giới vào trong chuồng bò. Bác Bảy còn gạo nếp không vậy? Ờ còn, nhưng mà tao chổi nó rồi, không có xin về gì hết á. Na mím môi, bắt đầu thấy khó chịu với cái thứ mà mình đang phải đối mặt này. Tình trạng của chị Thà chỉ là bị độc tử thi điều khiển, chứ không hẳn là đã hóa quỷ, nên cô không thể quá mạnh tay. Na vừa né đòn vừa gào lên. Nè chị, tỉnh lại đi. Chị tên là Thà, con chị là thằng Mẫn. Thằng nhỏ khóc quá trời đằng kia kìa. Chị ơi, ma, ma ơi. Ánh mắt của Thà đang nổi đầy tơ máu thì chợt dịu lại. Mấy ngón tay gầy guộc sơ cứng của chị bắt đầu rụt trở về. Chị trố mắt nhìn thằng Mẫn. Nó nửa sợ, nửa lại mong má nó mau tỉnh lại. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của con trai, chị bối rối khi nhìn lại bộ dạng của mình. Chị giấu bàn tay với móng nhọn ra sau lưng, run giọng bước lùi trước ánh mắt của thằng Mẫn. Ma, ma xin lỗi con. Ma làm con sợ rồi. Ma xin lỗi. Chị Thà bất ngờ bục chạy đi ngay trong đêm. Na thấy thằng nhỏ nhoài người muốn chạy theo thì nhờ ông bà Bảy giữ nó lại. Riêng Na thì lướt đi theo, coi chừng chị Thà để tiện bề về báo lại cho ông Tám. Nhưng cô vừa chạy theo chị ra tới mé kinh thì đã không còn thấy chị đâu nữa. Nhìn dòng kinh chậm chậm trôi, mặt nước lăn tăn gợn sóng, hoàn toàn không có dấu hiệu như ai đã nhảy xuống dưới đó. Cô vẫn nhìn thật lâu vào dòng nước rồi mới rời đi. Ngay lập tức, từ dưới dòng kinh có một cái đầu ngôi lên. Một bàn tay xanh xám nắm tóc chị Thà kéo lên cùng. Chị lớp ngớp ho sặc sụa trong dòng nước. Bàn tay đó liên tục ấn mạnh đầu chị xuống rồi kéo lên trong tiếng cười khanh khách. Mày nhớ hồi đó mày giết tao làm sao hay không hả? Gương mặt vừa ngôi hẳn lên trên mặt nước là của Phúc, đứa em chồng chết đi sống dậy của chị. Gã ta sau một lúc hành hạ chị thì lôi chị lên bờ. Lực tay của gã mạnh đến làm cho tóc của chị bị nắm đến đứt ra cả nắm. Mỗi bước chân của Phúc in trên đất đều để lại dấu vết một mảng đen xì. Đó không chỉ vì sình bùn dưới kinh vẫn còn bám vào, mà còn do gã đã là cái xác nhưng vẫn tồn tại trái lẽ tự nhiên, khiến cho đất đai nhiễm tà khí đến chuyển màu. Phúc lôi chị Thà lên trên đường đất thì đụng phải Na đang đứng chờ gã. Gã có hơi khựng lại, trừng đôi mắt kinh ngạc vì vốn nghĩ cô đã đi rồi. Thả bà chị mày ra, còn không thì đừng có trách. Phúc gầm lên rồi giật mạnh đầu của chị Thà về sau. Gã chỉ thẳng mặt chị ta bằng ngón tay dài ngoằng và cái móng đen nhẽm. Nó đã giết tao, nó phải chết. Đó là lẽ ăn miếng trả miếng ở đời này. Tao phải giết chết nó.
thằng chồng nó, tao đã cho đi gặp ông bà rồi. Bây giờ chỉ còn hai má con nó thôi. Mày nghĩ mày chạy đến đây thì tao không tìm được mày sao? Phúc cào móng tay lên nửa khuôn mặt biến dạng của chị Thả. Chị thét lên một tiếng tức tưởi gì đau. Lúc này ông bà Bãi cũng đã chạy ra tới. Thằng Mẫn thì ranh mảnh, lẹ làng. Hai ông bà dù gì cũng đã có tuổi, cố mấy cũng không làm sao giữ nổi một đứa nhỏ là chuyện thường. Thấy thằng Mẫn nhào ra, Na liền lướt lại chỗ của nó, giang tay tạo ra một tấm phản chấn, khiến cho nó té lăn ngược trở về sau. Ông bà Bãi kịp lúc giữ thằng nhỏ lại. Nó cố nhoài người, vươn tay ra khóc lóc đòi má. Mẫn à, con đừng qua đây con ơi, đừng. Vết thương trên mặt chị vừa bị cào rách thêm, làm chị đau đến không nói nổi. Người chị lạnh dần, rồi cũng bắt đầu mất cảm giác. Ánh mắt chị lại vằn lên tơ máu đỏ lự. Môi cố mím chặt lại, nhưng rồi cũng bật mở ra, xộc một mùi hôi thối vào trong không gian. Nước dãi nhỏ tông tổng từ mấy chiếc răng nhe ra lởm chởm của chị Thà. Mỗi bước nghiêng ngã của chị ta đều muốn bước đến chỗ thằng Mẫn. Phúc đứng ở một bên, tay chân dang ra quỷ dị, như thể đang chờ xem cảnh người mẹ xác sống cắn chết con mình. Có như vậy, gã mới hả dạ vì những gì mà gã nghĩ rằng là bà chị dâu này đã làm với gã. Gã đã chết, chết vì một sự nhẫn tâm đến từ kẻ ra tay lẫn người dông mạng. Mẫn thấy má mình tiến lại thì rụt rè úp mặt vào người bà Bãi. Na đứng chắn trước mặt nó, tán một cái thật mạnh vào chị Thà. Nhưng Thà giữ lại được tay của Na. Cô hơi trừng mắt vì ngạc nhiên, nhưng cô lập tức dùng tay còn lại đánh mạnh vào giữa ngực chị. Thà bị lực đánh đó làm cho lùi lại mấy bước. Na cũng biết chị lúc này đã bị độc tử thi điều khiển, nên tạm thời mất đi nhân tính, không còn biết gì ngoài bản năng cắn xé. Na tung chân đạp liên tiếp về phía chị ta. Thà bị đánh ngã thì nhanh chóng bật dậy. Na càng đánh thì chị ta càng hung hãn. Cô thấy đối đầu trực diện như thế này cũng không phải là cách. Cô cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng phải buộc lòng dùng đến tấm khăn màu đen của mình. Na rút tấm khăn màu đen kia ra, lấy đà bay lên cao rồi phủ xuống người chị Thà. Khói lập tức bốc lên từ người chị, lửa xanh cũng bắt đầu cháy hừng hực lên. Mày dám phá tao! Phúc ở bên kia liền nhào tới, giật tấm khăn đó xuống. Nhưng gã vừa chạm tay vào cũng bị lửa bén đến, cháy xém da thịt của gã. Na lúc này hóa thành bộ dạng gớm ghiếc của nữ quỷ. Tóc cô mọc dài ra mấy thước, ngón tay xương xẩu trắng hiếu, móng đỏ cong cong đầy quỷ khí. Đôi mắt cô đen ngòm, hai má húp sâu, dồi bọ trắng rết xung quanh người Na liên tục phả độc khí về phía Phúc. Gã che mắt lùi mấy bước. Cô nhìn bộ dạng tàn tạ của Phúc thì có phần khinh thường, kẻ vẫn còn kém mình mấy bậc. Na quay sang chị Thà rút tấm khăn lại. Chị ta liền ngã gục xuống, cả người còn bốc khói vì bị âm hỏa thiêu đốt độc chướng của tử thi. Nửa khuôn mặt của chị bị thiêu cháy đen, đang bong ra từng mảng da thịt làm độc mấy ngày nay. Nó mà sao có thể làm cho nó bình thường được chứ? Thì bà chỉ bị nhiễm độc, chứ chưa có tới nỗi thành ra bộ dạng như mày. Âm quả của địa phủ thừa sức thiêu đốt tà chướng ma quỷ đó. Tất nhiên là mấy thứ khí độc, dịch độc tử thi này cũng sẽ dễ dàng tiêu trừ được rồi. Chỉ là tao không kịp nghĩ ra cách này sớm hơn thôi. Còn bây giờ, mày ân quán cái gì mà một hai đồ giết bả vậy? Nó đã giết tao, tao vốn sẽ không chết. Thằng gian tình kia nhận tội rồi, tao sẽ sống thảnh thơi mà. Tao vốn dĩ sẽ sống an lành,
tao sẽ không phải giả bệnh nằm liệt giường nữa. Nhưng mà chính nó đã kết thúc cuộc đời tao. Na và ông bà Bảy đồng thời nhìn về phía chị Thà. Chị ta run rẩy vì những cơn đau còn đang hành hạ. Chị gục đầu, im lặng rất lâu, bỏ không gian chìm vào một khoảng lặng rợn người. Dường như cái lời ngập ngừng lần trước chị kể trong câu chuyện gia biến của mình chính là nội tình về cái chết của cậu em chồng này. Nó đã nhận lúc tao ngủ trưa mà lấy gối đè lên mũi tao, khiến cho tao ngợp chết. Nhưng mày đâu có biết được, tao vẫn còn sống trong cái hình dạng này chứ gì. Con đàn bà ác độc, uổng công bình thường tao thương yêu con của mày, vậy mà mày lại... Mày nói láo. Chẳng phải mày cũng từng dắt thằng Mẫn ra bờ sông, tính xô nó xuống hay sao? Mày còn muốn giết chồng tao trong cái lần mày chuốc rượu ổng sai bí tỷ. Người muốn chiếm đất đai của chồng tao, của con tao là mày. Muốn bịt đầu mối cái chuyện mày là đứa cuối cùng gây ra cái chết của con Lụa. Con Lụa xô xát với nhân tình của nó, bị thằng nọ ra tay. Nhưng mà tao đã thấy, lúc mày đi tới chỗ hẹn, con Lụa lúc đó vẫn còn sống. Nhưng mày không cứu nó, mày lại cứa cổ tay nó cho tới lúc nó tắt thở đi. Mày quy hiếp tao, mày lấy mạng anh trai của mày, của cháu ruột mày ra để quy hiếp tao che giấu tội cho mày. Tao bại cách cho mày nằm liệt giường để không bị điều tra. Để rồi mày cũng không tha cho tao, cho chồng con tao. Thật khốn nạn kia, mày mới là đứa đáng chết đó. Chị Thà trỏ tay rồi hét lớn vào mặt Phúc. Nền trời bỗng dưng chớp giật liên hồi, gió lạnh lướt thước qua cái xóm nhỏ, xô đẩy liêu xiêu những tàu dừa nước ở bên mé kinh. Thà thở dốc sau một lúc gồng sức vạch tội. Chị tựa mình vào thân cây, nhìn những con đom đóm lập lòe vừa bay ngang. Nước mắt của chị rơi xuống khi thấy một con đậu trên tay áo của mình. Hình như đó là anh Thịnh chồng chị. Anh ấy đã biết quá nhiều chuyện mà anh không nên biết, nên tự đưa bản thân vào những tính toán của đứa em trai tàn nhẫn. Chị cũng vậy. Chị ước gì mình chưa từng biết chuyện Phúc ra tay giết Lụa, sau đó chính chị ra tay giết Phúc. Để bây giờ, hận thù, sự cắn rứt và ánh mắt của đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện đang vô tình hoặc là cố ý giày vò chị. Nhưng nếu cho chị chọn lại, chị vẫn sẽ quyết định bảo vệ chồng con của mình. Chỉ tiếc là khi đó chị đã vì sợ mà không đem luôn cái xác của Phúc đi phi tang rồi tự thú. Nếu được như vậy, chắc cái họa xác sống cũng chẳng làm phiền hà đến bà con của xóm này. Chuyện con Lụa ngoại tình, vợ chồng tao còn định giúp mày sáng mắt ra. Nhưng chắc mày nôn nóng lấy đất đai mà mày vốn nghĩ sẽ thuộc về mày, nên mới không tin. Một hai đội cưới con nhỏ đó cho bằng được. Ai ngờ đâu, nó với gian tình của nó còn muốn giết mày. Tao với ổng chẳng những muốn giúp mày trong chuyện cưới sinh cho đúng người, mà còn muốn che giấu tội lỗi cho mày. Vậy mà mày đối xử với tao ra sao? Mày sợ tao hối hận rồi đi trình báo. Mày sợ tao vì chuyện của mày mà dành hết phần đất cha má để lại. Đã vậy, mày giết con nọ rồi mà còn một lòng với nó, sợ tội nên cứ lảm nhảm nhắc nó suốt thôi. Mày muốn nên chồng nên vợ với con nhỏ trắc nết đó lắm chứ gì. Vì sao mày không xuống dưới tìm nó đi, mà lại đến tìm mẹ con tao chứ? Chị Thà lại trống vào mặt Phúc. Nó vung tay ra, nộ khí xô đẩy cây cối xung quanh khẽ động lên.
Mày đã giết tao mà còn dám nói kiểu đó sao? Được, tao sẽ cho hai má con mày chết cùng một ngày. Phúc hùng hổ sấn tới thì Na liền co chân đạp thẳng. Gã tóm được chân cô rồi xoay thành vòng. Na ré lên, co người thợp lấy đầu của Phúc. Hai bàn tay với móng nhọn đỏ lợm của cô bấu chặt vào đầu của tên gớm ghiếc kia. Cái thằng khốn vô ơn bạc nghĩa như mày thì còn cố sống làm cái gì nữa? Chết đi! Na xoay hai đầu ngón tay cái ra, cắm mạnh vào mắt của Phúc. Gã trúng lên vì đau đớn, kịch liệt lắc người muốn ném Na ra chỗ khác. Nhưng cô đã bám chặt trên người gã. Móng tay cô cuồn cuộn quỷ lực kéo rách từng mảng da thịt của Phúc. Gã quằn quại, tay giới ra sau lưng rồi lại nắm vào khắp nơi trên người gã. Nhưng càng cố bấu díu vào Na thì gã chỉ tự lôi ra từng mảng thịt da khô cứng của mình mà thôi. Ở bên này, chị Thà mệt nhoài với quá khứ tội lỗi của mình, ngước nhìn Na đang quấn lấy áp chế Phúc để gã ta không thoát ra làm hại đến mẹ con chị. Chị ôm thằng Mẫn, nước mắt cứ lăn dài trên má. Người chị ngày một lạnh dần. Dù độc tử thi đã bị thiêu đốt nhưng nó cũng làm ảnh hưởng đến nội quan của chị. Chị nghĩ mình không sống nổi, và hơn hết là còn vì chị cũng đang bị thương. Má, má ơi, bụng của má sao máu nhiều quá? Ông bà bãi ơi, cứu má con với. Thằng Mẫn sờ trên người má nó một lúc thì thấy có máu chảy ra ở bụng của chị. Hơn thế, cả tay và chân của chị đều có nhiều vết thương. Ông bà bãi chạy lại rơm rớm nước mắt mà trách: trời đất ơi, mày bị hồi nào mà sao im ru vậy? Chết mộ rồi, cái này phải chở nó đi liền ông ơi. Chị Thà đưa tay ra ngăn ý định đó. Chị biết sức mình như thế nào. Hồi chiều giờ con cứ thấy lạ lạ, con sợ con không khống chế được mình nữa nên mới tự mình làm bị thương như vậy, để con tỉnh táo mà không hại tới con của con. Nhưng mà con cũng bị nó xâm chiếm. May mà có cô Na giúp, con cảm ơn mọi người. Tội của con biết, mạng con tới đâu con cũng biết mà. Hai bác đừng lo nghĩ cho con. Lo chứ sao không lo, bây còn thằng Mẫn kìa, nó còn nhỏ như vậy, bây có bề gì rồi nó biết làm sao. Ở phía bên kia, Na đã phủ tấm khăn đen lên người của Phúc. Lửa bắt đầu bốc cao, nhưng gã vẫn gầm gừ, bước loạn choạng lao tới chỗ của ông bà và má con thằng Mẫn. Mày không giết được tao đâu, lửa này không đốt được tao đâu. Dù nói như vậy nhưng da thịt của Phúc bắt đầu bén lửa. Chỉ là Na cũng đã kiệt sức rồi, cô đã trở về hình dạng bình thường của mình để bảo toàn nhân ảnh. Nhưng thằng Phúc vẫn cứ lao tới. Na ngăn lại thì gã hất văng cô qua một bên. Khi cái xác đang cháy kia tiến lại gần chỗ ông bà bãi, chị Thà chợt cúi xuống hùng trắng xoa tóc thằng con của mình. Má thương con lắm Mẫn à, mời này con phải ráng sống tốt, phải học thiệt giỏi, phải làm một người tốt nghe con. Má nói như vậy má. Thằng Mẫn nghe tiếng được tiếng mất. Ông bà bãi cũng bàng hoàng nhìn chị. Chị loạn choạng đứng dậy. Hai người già vừa chạm vào thì chị xô họ ra. Chị quỳ xuống lại hai ông bà một lại, rồi quay người ôm lấy thằng Phúc. Chị ôm gã lao thẳng về phía nhánh cây có mũi nhọn do gãy ngang. Còn lại hai bác nuôi thằng Mẫn giùm con. Má ơi. Chị Thà ấn mạnh người của Phúc vào nhánh cây kia. Cả hai đứng lặng một lúc thì chị mới ngã ra, nằm bất động trên nền đất. Thằng Phúc kẹt người trong đó nên bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn. Xác của gã dần tan thành tro bụi.
từ trên cao, một đạo lôi phạt ẩn trong mây đen giáng choàng xuống ngay thân cây nọ. Trong tia sét làm rung chuyển không gian, như có tiếng thét cuối cùng của kẻ sống bạc nghĩa. Mặt đất lan ra một vùng cháy đen do sét đánh. Trong không khí vốn đã nặng nề hơi nước, nay lại quyện thêm cái mùi khét lẹt. Na trố mắt nhìn cảnh tượng chị thà hy sinh mình để cứu con, để chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình, và cũng không để day dứt chị đã làm liên lụy tới bà con. Tiếng khóc thương vang dậy một đoạn đường. Trăng khuya vừa vén mây, soi xuống những ngón tay thon gầy, trắng lạnh của chị thà. Đôi mắt chị khẽ động, nhưng rồi cũng im lìm nhắm chặt. Má, má ơi, đừng có bỏ con, đừng có bỏ con má ơi. Tiếng khóc gọi má của thằng Mẫn nghe đứt ruột. Con nước lớn buổi đêm cũng dạt vào thương cảm. Sớm cự như sáng bừng lên vào một ngày nắng đẹp. Cây cối được tưới tắm dưới sắc vàng lung linh của nắng sau nhiều ngày dầm về mưa bão. Thiên nhiên rạng rỡ, lòng người cũng hân hoan. Ở đầu xóm, mấy chú cán bộ vừa đưa tay lên chào ông Tám và vợ chồng bà Bảy. Đứng ngay sau họ là một người phụ nữ, tay đã có một tấm vải đen che lại. Trên nửa khuôn mặt của người ấy vẫn còn vết mờ từ năm dấu cào của móng tay. Vùng da xung quanh đó cũng nổi màu xanh xanh, như dấu tích của một vết thương lớn chưa lành. Và ở trong lòng người đó cũng có một vết thương rất cần thời gian để có thể được chữa lành tương tự. Má ơi, má đi chừng nào má về? Thằng Mẫn nghiêng đầu nhìn chị thà. Chị lại không dám ngẩng mặt lên nhìn nó. Anh cán bộ lúc này mới thay lời chị. Má con đi làm một số việc để tốt hơn thôi. Cũng giống như con đi học vậy đó con. Chừng nào con học giỏi thì má con cũng tốt lên. Khi đó má sẽ về với con ha. Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu thằng Mẫn. Rồi anh quay sang nói tiếng cảm ơn với ông bà Bãi và ông Tám. Tụi con cảm ơn mấy bác đã hợp tác và bảo vệ má con chị Thà cho đến hôm nay. Chuyện đúng sai còn lại cứ để pháp luật quyết định. Con tin là chị sẽ được giảm nhẹ. Vì gã Phúc là một kẻ giết người. Hơn nữa gã cũng muốn lấy mạng chồng con của chị. Rồi chị cũng sẽ sớm được về với thằng cu này thôi. Nên là mọi người cứ an tâm đi. Cũng may mấy cái vết thương trên người nó không có nặng. Thêm phần lúc nó ôm cái... Dạ tụi con biết. Có mấy thứ mình chưa thấy, nhưng mà hẳn là nó cũng có tồn tại mà. Bác Tám cứ nói đi. Cảm ơn bầy đã hiểu cho bụng dạ của ông già này. Chứ mấy đứa như bầy nó hay nói tàu khùng lắm. Tại nói chuyện với dòng mà, nó có thấy đâu. Thì ý tàu là lúc con nhỏ này ôm cái xác sống của thằng Phúc á, thì thằng con rể ma của tàu nó xuất hiện. Nó thọt cái giò chắn ngang người con nhỏ này, nên mới nó mới không bị làm sao đó. Hú hồn thiệt chứ. Mấy chú cán bộ nghe toàn là ma với quỷ thì cũng chỉ biết cười. Nhưng đã không biết bao nhiêu lần làm việc phá án ở cái xóm này, ít nhiều họ cũng biết nơi đây không giống như những xóm làng bình thường khác. Nơi đây ma ở lẫn với người, ma cũng từ người mà ra, và cũng vì vậy mà thiện ác phân rõ. Chỉ ngặt một nỗi, có những kẻ còn là người mà tâm địa và hành tung đã khiến cho họ phát sinh ma tâm quỷ tính. Họ đã chết ngay khi còn sống và đã sống phí một đời. Chị thà may mắn thoát chết, nhưng vẫn phải đối mặt với hành vi giết cậu em chồng của mình. Chị đứng phía sau lưng của mấy chú cán bộ, cố gắng lắm mới dương mắt nhìn thằng Mẫn một lần trước khi rời đi. Anh cán bộ lách người sang một bên để chị bước đến với con mình một lần nữa. Tay không ôm được, nhưng nụ hôn của chị vẫn đặt lên trán, lên tóc của nó. Mẫn vòng tay ôm cổ chị, nó nỉ non. Má mau mau về với con nha.
Má đi rồi mới mốt má chị. Mẫn ơi, lợi với ông bà bãi thì phải ngoan, ráng học cho giỏi. Mấy mốt má dịa má mua đồ mới cho con nghe. Chị rối rít căn dặn con trai, rồi ngước lên nhìn ông bà bãi. Ánh mắt gửi gắm tâm tư của một người mẹ. Chị mong sao tình người thấm thiết nơi đây có thể giúp chị nuôi dạy đứa con này nên người. Để nó lớn lên, dù có té ngã bao nhiêu, nhưng sẽ không ngã vào vết xe đổ của chị, của chú nó, và còn của bao nhiêu người trong một nhà, nhưng luôn âm thầm tính toán với nhau. Chị đi rồi, thằng Mẫn vừa ôm cổ bà bãi, vừa quẹt nước mắt lia lịa. Ông Tám cũng đặt bàn tay lên vai nó, động viên đứa nhỏ của hôm nay, và sẽ là cậu thiếu niên của sau này. Nó phải mạnh mẽ hơn để sống, để đối mặt và để trưởng thành. Chập tối, bên nhà ông Tám vẫn chưa có ánh đèn nào được bật lên. Ông có thói quen phải tới khi tối mịt, hoặc là khi có người tới chơi thì mới mở đèn. Ông nằm trên võng lắc lư, tai lắng nghe thứ âm thanh rè rè từ cái đài cũ kỹ. Mấy con muỗi bay do che, nhưng không có con nào chạm vô được da của ông để hút máu. Bởi ngồi cạnh ông là anh Thành, hiện ra để đuổi muỗi, đấm bóp chân cho tía vợ của mình. Ông vừa nhịp nhịp mấy ngón tay dần trơ xương trên đầu gối, mắt liêm diêm thưởng thức tiếng nhạc trong một buổi chiều mát mẻ. Đột nhiên, từ trên bộ dáng ngựa, một cô gái hiện ra, cất giọng rung rung vừa hát vừa khóc. Tiếng hát đó làm cho ông Tám bàng hoàng mở mắt, cau mày nghe ngóng. Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét? Sống chung một nhà, sao mà máu chảy không đau? Nè, mày tắt cái đài tiếng nói Việt Nam của mày coi, thấy ghê quá trời à. Nhà này ít khách khứa tới chơi là tại mày không đó chứ ai. Đi nhõng nhõng tối ngày rồi về đây ngồi trên, hỏi ai dám dù. Na co người ngồi trên bộ dáng, tai mằn mò làm cái gì đó với bộ móng của mình. Có chút ít ánh chiều yếu ớt hắt vào trong này mới có thể thấy là cô đang giũa lại bộ móng. Na trề trề cái môi dưới khi nghe ông Tám rầy. Riết rồi tủi thân ghê luôn á. Con trẻ nó gạt cái giò đỡ cho người ta có chút xíu, mà tía cưng nó mấy bữa nay, một tiếng cũng rể ơi, hai tiếng cũng rể ơi, mà con cái á, quýnh tróc móng luôn, mà tía không có hỏi han gì tới con hết trơn á. Con biết mà, con biết con chỉ là đứa bé bị bỏ rơi ngoài gốc me gốc mít, được tía lượm về nuôi cho tới bây giờ thôi chứ gì. Nè 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 nè, tao lại mày nghe. Ngày mới tao mua một bộ đồ đốt xuống cho mày, lựa bộ nào có mấy cái móng giả cho mày luôn. Còn không có thì để tao làm rồi tao đốt xuống cho. Mệt quá trời đi. Thằng chồng mày lâu lâu nó mới có công trạng, tao khen con chút mà cũng cành anh nữa. Này là tí hứa đó nghe. Chợt có tiếng bước chân dừng lại trước ngõ nhà ông Tám. Một giọng nam cất lên gọi với vào trong này. Dạ, cho con hỏi bác Tám có nhà không? Ông Tám nheo mắt nhìn ra. Tranh sáng tranh tối khiến cho ông chưa thể trông rõ mặt người ngoài kia. Ờ có, vô đi. Ông đứng dậy đi tới bật đèn lên. Vừa đúng lúc nhìn rõ mọi vật xung quanh, thì người thanh niên kia cũng tay xách lỉnh kỉnh túi nọ giỏ kia đi vô nhà. Ông Tám nhìn người đàn ông ướm chừng 30, dáng cao, đeo kính, ngũ quan sáng láng, lại ăn mặc tươm tất. Biết là không phải người trong xóm, nhưng ông càng nhìn càng thấy quen. Đến khi đôi mắt của ông như sáng lên khi thấy cái vết thẹo trên mu bàn tay trái của người đó, thì anh ta cũng cười tươi mà gợi chuyện. Bác Tám dừng mạnh hả bác? Bác còn nhớ con không? Bây là thằng Quân, cháu của thầy Định. Hồi đó dạy cấp 3 ở trường con Na nó học phải không? Thánh thần thiên địa ơi, lớn quá rồi nè. Dạ, con tưởng nó bác Tám quên con rồi chứ. Còn có mấy hộp bánh với trà biếu cho bác.
Quân đưa túi quà bánh qua cho ông. Ông dỗ dai thằng cháu là bạn học với con mình hồi xưa. Nó đến thăm ông là được rồi, quà cáp gì cho tốn kém. Ông lại quay cất đồ. Khi quay qua thì thấy Quân đang đứng trước bàn thờ có bức di ảnh của Na. Ánh mắt anh nhìn vô đó rồi đỏ ngầu, nước mắt từ từ lăn xuống. Quân rút một cây nhang lên thắp cho cô, bồi ngồi nhìn người con gái ra đi khi còn quá trẻ. Ở một góc nhà, Na cũng trân trân nhìn Quân. Anh Thành ngồi kế bên, cố lay vai vợ mình, nhưng cô như chẳng kịp phản ứng. Hồi lâu sau, Thành cất giọng trầm thấp mà hỏi: "Ai vậy vợ? Ai vậy?" Na sực nhớ ra người ngồi bên cạnh mình, thì dứt ngay ánh mắt nhìn Quân đang đứng tần ngần chỗ bàn thờ. Cô có hơi ái ngại khi nhắc đến người đó. Ghệ cũ tôi á. Hả? Cái gì? Thành bàng hoàng vì chưa từng nghe Na nhắc đến người này. Bản thân cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại Quân sau khi họ tốt nghiệp cấp 3, rồi mỗi người một hướng. Nhưng nay anh ta trở lại đây. Na nhìn bóng lưng của người cũ từng quen thì lòng lại thấp thỏm một nỗi niềm lạ kỳ. Cô không rõ đó là những bồi hồi của tuổi học trò còn vương vấn trong lòng, hay là vì một sự thắc mắc xen lẫn chút lo nghĩ xa xôi khi người xưa đột ngột trở về. Quý thính giả vừa nghe xong Cô Na đấu sát sống là phần tiếp theo của series Chuyện Ma Sấm Cự qua những sáng tác của Hồ Phương Minh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.